Thanh Hằng xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý khán thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh MC Thanh Hằng Official. Quý vị thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, Thanh Hằng sẽ tiếp tục gửi đến quý vị tập 3 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Thanh Hằng bằng cách nhấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như để lại cảm nhận của quý vị sau khi nghe truyện nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Thiếu gia, bên nhà họ Cố cho người đến gửi tin, họ muốn gặp ngài để nói rõ một số chuyện liên quan đến thiếu phu nhân. Ray bước vào phòng làm việc cùng kính nói. Hắn ngồi trên ghế sofa, bát treo chân, thưởng thức ly rượu thượng hạng, nét mặt vẫn lạnh tanh như từ, nhưng khuôn miệng đã nhếch lên nở nụ cười trào phúng. Không phải muốn đến bàn công việc mà là nói chuyện về vợ tuổi ư? Vâng, Ray đáp, đây là lần đầu tiên ngài ấy gọi thiếu phu nhân là vợ, với giọng nói không hề châm chọc, đơn thuần là xuất phát từ ý muốn của bản thân. Tống Tư Duệ cười nhạt. Trùng hợp đến mức khiến tôi kinh ngạc đấy. Sớm không nói, muộn không nói, lại đợi đến khi tôi lộ diện. Ray yên lặng, anh biết hắn đang tức giận vì bị chơi đùa, nếu giờ phút này lên tiếng thì mạng của anh cũng tận. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, đứng lên, tiến đến cửa sổ, cho tay vào túi quần, ánh mắt âm trầm, khủng bố, tích tụ không ít sát khí, khi nhìn thấy cô gái nhỏ đang thu mình ngồi dưới sân, liền vơi đi dần. Nhà họ Cố, nếu con cho người để nói, muốn gặp tôi, thì cứ trực tiếp dùng gậy, đánh đến khi nào, không còn dám quá phận thì thôi. Vâng, thiếu gia. Vì bị say vò cả đêm, cho nên cô tránh mặt hắn, cụ mày, biệt thự rất rộng, việc né tránh một người không phải là chuyện khó khăn. Mà hắn không tìm được vợ mình, cho nên sắc mặt càng thêm khủng bố, dọa cho người làm sợ xanh mặt mày. Đêm đó, khi đang nằm trên sân thượng, cô liền nghe thấy tiếng bước chân đang dần tiến về phía mình. Cố giải lệ sức tình, vóc dáng hắn to lớn, khỏe mạnh, lúc này đã đứng ở bên giường. Cô sợ hãi lùi về sau. Tống ác ma ung dung ngồi lên giường. Khoảng cái gì? Tôi đâu có ăn thịt em. Chưa nói xong, vợ mình đã chạy một vòng để tránh né hắn, khuya phía chạy xuống lầu. Tống Tư Duệ, nữ nhân chết tiệt, quả nhân không nên đối tốt làm gì cho phi công. Lúc nãy tôi nhận lời đi gặp lão gia họ Cố đó, thì bây giờ em có lẽ đã không còn ngồi ở đây mà vui vẻ rồi, còn chạy ư? Hắn gãi đầu, bực dọc nghĩ. Lần đầu tiên trong đời hắn biết được cảm giác theo đuổi là thế nào, từ trước đến nay đều có người đuổi theo, cho nên cũng có thể được xem là có chút kinh nghiệm. Theo nhớ những gì từng trải trên cương vị một người cảm thấy bị làm phiền, thì Tống thiếu gia nhận thấy nếu muốn theo đuổi, quan trọng là mặt phải đủ dày. Tuy làm như thế, tôn ti có chút sụt giảm, nhưng còn đỡ hơn không thể đi ngủ. Tiếp theo, Cố Gia Lệ đã chạy xuống tầng dưới và nằm trong căn phòng gỗ xinh xắn. Phòng sách cô không dám bước vào, còn phòng ngủ của hắn thì khỏi phải nói đi. Làm sao cô dám đến đó khi đêm đó và hôm qua vẫn còn ám ảnh, ngay cả lúc nãy hắn tự dưng xuất hiện, dọa cô sợ hết hồn. Chiếc chăn trắng muốt như tuyết phủ lên cơ thể non mềm nhưng có phần nhỏ nhắn, càng khiến cô có thêm vài phần uy mị, làm cho người ta chỉ muốn đè xuống yêu thương thật nhiều. Thời gian trôi qua bằng thời gian thưởng thức một tách trà ấm nóng trong đêm đông giá lạnh. Cố Gia Lệ nằm trên giường, đôi mắt đã nhắm lại, chìm vào giấc mơ. Tuy vậy, cô vẫn khá cảnh giác vì những sự việc kinh khủng, sợ nếu như sai sót sẽ phải hứng chịu trừng phạt lần nữa. Rút kinh nghiệm từ lúc nãy dọa cô sợ mà chạy đi mất, Tống Tử Xuê mở cửa phòng rồi bước vào, di chuyển nhẹ tựa lông hồng. Nhìn cô gái đang ngủ say, hắn nở nụ cười tà, ánh mắt phát ra lửa. Cố Gia Lệ đáng thương, khi cô vùng vẫy, cũng là lúc hắn trèo lên giường, gắt gao dùng bàn tay vây lấy từ phía sau. Đôi mắt cô hoảng hồn, mở to nhìn về phía trước, đôi tay hắn to lớn và cực kỳ sẵn chắc, giống như gông cùm xiềng xích khóa chặt lấy cô. Cố Gia Lệ thở hổn hển, không phải vì mệt mỏi mà là do cô quá mức sợ hãi đối diện với tên ác ma này. Cô tự dặn với lòng
lần này không thể để hắn cứ muốn làm gì thì làm nữa. Dù sao, nằm yên một chỗ sẽ chết, chạy trốn cũng sẽ chết. Vậy thì cứ tha chạy đi, biết đâu còn có cơ hội thoát thân. Áo sơ mi trắng tinh đối lập hoàn toàn với lớp da màu đồng khỏe khoắn, hai cúc áo mạ vàng đầu tiên được mở bùng để lộ khuôn ngực vạm vỡ. Tống Tư Duệ không kiêng kỵ áp chặt lên cái lưng chân mềm cách lớp áo ngủ, cô cảm nhận được nhiệt độ nóng như lửa đang không ngừng tăng lên, phần da thịt bị hắn đụng chạm nóng muốn cháy. Hơi thở người đàn ông không ngừng phả lên cổ cô gái nhỏ, bờ môi mỏng áp nhẹ lên cái cổ trắng như gốm sứ thượng hạng, mịn màng còn hơn cả da em bé. Cổ cô tê dại như bị ai đó tiêm thuốc mê, môi hắn di chuyển từ gáy xuống cổ rồi lướt sang bờ vai đã được bao bọc trong lớp cổ áo hình chữ U. Bàn tay to sượt nhẹ từ cánh tay lên tay áo, kéo nó xuống đôi chút rồi gặm lấy bờ vai ấm nóng mang chút hương thơm của xà phòng. Cố Gia Lệ dùng mình, cảm thấy như có hàng trăm ngàn con kiến đang bò trên người mình, không ngừng dùng cách càng sắc bén để gặm cắn. Hắn lại định làm cái điều đáng sợ đó ư? Đừng mà, tôi không thích đâu, không muốn đâu mà, dừng lại đi. Hôm qua hắn vô độ đòi hỏi cơ thể cô, đặc biệt là nơi đó vẫn còn cảm thấy khó chịu, nếu còn tiếp tục nữa thì cô sẽ chết mất. Đừng mà. Cố Gia Lệ xoay đầu ra sau, giọng nói đáng thương ngắt quãng, muốn van xin hắn hãy tha cho mình. Hơi thở cùng với giọng nói khủng bố như quái thú vang vọng bên tai cô, Cố Gia Lệ thu thít. Mà hắn nhân cơ hội cô mặt đối mặt với mình, ba lấy đôi mùi đang run bần bật kìa, thật ngọt. Cố Gia Lệ từ sợ hãi chuyển sang ngỡ ngàng rồi lại sợ hãi. Lợi hắn cuồng quyết xoay đảo trong khoang miệng nuốt hết bao nhiêu ngọt ngào. Cô cảm giác tay chân mình buồn rùn cả lên, sức lực vốn yếu ớt nay chẳng còn nhiều, linh hồn cứ như bị rút cạn. Hắn hôn đôi môi căng mọng rồi giải rác khắp gương mặt nhỏ của cô những cái âu yếm. Nhưng Cố Gia Lệ đâu cảm thấy đó là chuyện tốt, sợ muốn chết đi được. Lần này cô quyết tâm sẽ phản kháng, không thể để hắn tra đạp cô mãi như thế này được. Đúng, tha làm ngọc nát còn hơn ngói lạnh. Không, cô yếu ớt lên tiếng, tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ tay to gấp đôi đang vòng qua eo mình. Nhưng chỉ bằng giọng nói trầm nóng của người phía sau đã khiến cô lạnh hết cả người. Tống Tư Duệ hừ lạnh, đôi mắt nổi đầy lửa phát ra tia cảnh cáo. Nếu còn muốn sống thì nằm yên cho tôi. Ngọc nát gì chứ, ngói lạnh gì chứ, bây giờ cô sợ chết đi được. Hắn nói là làm đó, ác ma nổi tiếng gần xa sẽ không hăm dọa thổi đâu. Nếu bây giờ cô sẽ sụa, lỡ trọng hắn điền lên, vậy thì kiếp này của cô chắc là phải kết thúc ở đây rồi. Cô chỉ mới 20 tuổi, vẫn còn trẻ lắm, không muốn chết sớm đâu. Vì hắn là quái vật mà cả thành phố đều run sợ khi nghe thấy tên, cho nên cô liền nghĩ hắn nói sẽ làm. Mà không ngờ hắn chỉ muốn dọa cho cô ngoan ngoãn nằm yên. Chiêu thức này thật sự hiệu quả đối với những cô gái nhút nhát giống Cố Giải Lệ. Cô co rúm người không dám cử động. Tống Thiếu Gia chèn bắp chân vào giữa đùi thon, ý đồ làm bậy. Tay hắn kéo cái áo của cô xuống, tấm lưng mềm xuất hiện trong gang tấc. Hắn há to miệng muốn gặm cắn lên, nhưng chỉ chốc lát sau cô liền nghe thấy tiếng hừ nhẹ đầy bất mãn. Từ màn đêm u ám, ánh mắt hắn vẫn lóe sáng lên, thông qua con ngươi đen tuyền liền nhìn thấy sau lưng cô chằng chịt vết hôn đỏ tím. Môi mỏng hé mở đang trong tư thế chuẩn bị cắn lấy chợt dừng lại. Hơn một lúc lâu, hắn cắn răng tặc lưỡi, sau đó lẩm nhẩm tạm thời bỏ đi, sau đó kéo cô vào lòng ôm chặt. Cố Gia Lệ đầu người quên cả thở, lúc nãy vẫn còn su lầy bầy mà bây giờ đã cứng như bức tượng sáp. Cô nhắm mắt cam chịu để hắn làm những hành động điên rồ như đêm qua, nhưng mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Hơi thở đều đều phát ra, vòng tay kia chỉ ôm chứ chẳng làm gì. Thỉnh thoảng hắn sụi sụi đầu vào gáy cô, tìm một tư thế thích hợp rồi chìm vào giấc ngủ. Cố Gia Lệ chớp chớp đôi mắt ngấn nước, trong lòng hoang mang. Hắn không cử động, có phải đã ngủ rồi? Không thể nào,
chắc chắn đang có âm mưu. Chẳng lẽ muốn sử dụng biện pháp còn ghê sợ hơn để trừng phạt cô sao? Đừng mà. Đêm đó, cậu nằm giữ nguyên tư thế cả đêm, kết quả sáng hôm sau, cơ thể tê cứng. Còn hắn ngủ ngon lành, khi tỉnh giấc, da dẻ bóng mịn, quầng thâm đặc trưng rời mắt đã giảm đi đáng kể. Tống Tư Duy buông cô gái đang nằm cứng đờ, ra vờ ngủ ra, ngồi dậy vườn vai. Đúng là thoải mái. Quả nhiên, hắn đang muốn hành hạ cô, để cho cô cả đêm sợ hãi, không thể ngủ được. Đúng là đồ ác mà. Cô đã làm gì hắn đâu chứ? Cô Gia Lệ nhắm chặt hai mắt, không dám cử động, nghe thấy tiếng bước chân của Tống Ác Ma ngày càng tiến về phía mình, cô nắm cái chăn. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, chỉ nhìn ngắm chứ không làm gì hơn. Nhìn cô gái đang cố gắng nhắm mắt, vừa đang ngủ say mà cứ như ăn trúng cả một quả chanh chua đến mức nhăn mặt, gương mặt cầu có mỗi ngày nay lộ ra nụ cười hứng thú. Nói đúng hơn là cô lúc này trông khá tức cười. Dù biết cô là đang không muốn nhìn thấy mình, trong lòng cũng có chút bực dọc, nhưng rất nhanh đã tan biến theo gương mặt méo xệch. Có định ngủ đến khi nào? Hắn gõ gõ ngón tay lên giường. Cô Gia Lệ cứng đầu không nói. Hắn nhún nhún vai, đứng lên xử đi. Tống Thiếu nhìn áo sơ mi cùng quần tây có chút vương víu, chân mày nhíu lại. Xem ra mỗi tối nên thay bộ đồ thoải mái hơn. Lẩm nhẩm xong lại trở về bộ dạng hầm hực. Nếu không phải do đi tìm cô cả buổi thì hắn đã tắm rửa rồi. Con rùa nhỏ này ấy vậy mà chạy cũng nhanh phết. Tầm mắt hắn phát ra tia bực dọc, rất nhanh liền thu lại trở về phòng làm việc. Tống Tử Duệ ngồi xử lý tài liệu, ánh mắt lờ đãng nhìn về phía Ray đang đứng bên cạnh, bộ dạng có chút nghĩ ngợi. Ray. Vâng, ảnh đáp. Hắn một tay xoa cằm, tay còn lại đặt lên cái bàn bằng gỗ, ngón tay gõ gõ lên đó vài cái, rồi hỏi ảnh. Vợ tôi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thiếu phu nhân, đã 20 rồi ạ. Vậy à? Ray suy nghĩ đổi chút, đầy cặp kính đang đeo, rồi nói. Tuy tuổi của ngài và thiếu phu nhân có cách biệt, nhưng không lớn lắm ạ. Cậu đang nói nhảm gì vậy? Hắn lườm anh, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống. Tự dưng lại nói đến vấn đề tuổi tác. À, vâng. Anh không nhiều chuyện nữa, tiếp tục xem xét giấy tờ. Bàn tay to của hắn đan vào nhau, rồi tì cầm lên đó. Phòng làm việc tắt hết đèn, nhưng không quá tối. Cửa sổ sau lưng mở toang, tấm xem mỏng, lất vất. Ánh nắng chiếu lên gương mặt hắn, mái tóc đen tuyền càng thêm nổi bật. Vài sợi không ăn phận rũ xuống cái trán cao. Đôi mắt Tống Tư Duy không có chút sát khí, nhưng vẫn tỏa ra nhiệt độ khiến người khác không dám tiến gần. Chân mày nhíu lại đôi chút, cứ như ông cụ, hàng mi dài khẽ chớp, sống mũi thẳng tắp, lại thêm môi bạc lười biếng đóng chặt. Nhìn hắn lúc này hệt như yêu nghiệt, hài nước hài dân, phong độ người người. Có một vài vấn đề hắn đến bây giờ nghĩ mãi vẫn không ra, liền hỏi. 20 thì đăng lý và đi học đúng không? Vâng. Vậy thì cô ấy tại sao suốt ngày đều ở nhà? Ray nghĩ ngợi đôi chút, chợt nhớ ra gì đó, lấy điện thoại nằm trong túi quần, nhấn vài cái, rồi nhanh chóng đưa cho hắn. Tống Thiếu tiếp nhận, càng xem, nụ cười trào phúng trên gương mặt đẹp càng hiện lên rõ rệt. Hà, vì thể chất yếu, cho nên không đi học ở trường cùng anh chị, mà cùng gia sư học tại nhà. Đây là các tin tức mà tôi điều tra được ạ. Vì thông tin về thiếu phu nhân thật sự rất ít ỏi. Vô tích sự thế này, thì còn cần cậu làm gì? Hắn xấu bụng móc miệng. Xin lỗi ngài. Tống Tư Duy ném điện thoại lên bàn, đứng dậy, nhặt hạ ra ngoài ban công, khẽ chầm điếu thuốc, hút một hơi dài, rồi chậm chậm nhả ra. Khói thuốc phiêu tán trong không gian rộng, bay lên rồi tàn ra, biến mất, chỉ còn lưu lại chút mùi hương khó chịu. Ray nhớ đến gì đó, tiến lại gần, rồi nói. Thiếu gia, lúc nãy phu nhân căn dặn tôi, nói với ngài rằng, bà phải đến Hàn một chuyến, bảo tôi trả lời rằng, đừng có bắt nạt thiếu phu nhân. Hắn lười biếng, đỏ mắt lườm anh, rồi nói. Ra ngoài đi. Vâng. Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nhả khói thuốc của người đàn ông. Tống Tư Duy kẹp điếu thuốc, cười nhẹ gãi gãi đầu. Mẹ đúng là cưng sủng con dâu như bảo bối vậy. Hắn hít một hơi thật dài, rồi ném điếu thuốc sang một bên,
mặc cho tàn thuốc đang cháy. Dù sao cũng không gây hỏa hoạn được. Trong lòng thầm nghĩ vài chuyện thú vị, khóe môi hắn nhếch lên, đôi mắt thâm trầm mỗi ngày cong lên như chẳng lưỡi liềm. Mẹ không ở đây cũng tốt, xem như đứa con trai hiếu thảo là con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tận tâm tận lực chiều cố đến cô vợ nhỏ của mình và cưng chiều thay phần của mẹ. Hắn lấy điện thoại ấn ấn vài từ. Mẹ yên tâm. Cố Sai Lệ khi tỉnh giấc chỉ biết khóc, bụng đói cồn cào, cô cũng không muốn ăn. Dùng dùng đi vào, nhìn thấy mắt cô sưng to như con gấu, cũng bị dọa cho giật cả mình. Thiếu phu nhân. Dạo gần đây cô rất hay khóc. Dùng dùng đến gần, mang theo cái khăn lạnh lau lau đôi mắt sưng to. Cố Sai Lệ không né tránh, dùng dùng thở dài, thầm nghĩ chắc là do cô nhớ nhà, chứ không nghĩ đến việc cô đang bị thiếu gia nhà này bắt nạt. Cô bọc mình trong chăn, sợ Dung Dung phát hiện ra những vết xanh đỏ trên cơ thể. Sau đó quả quyết bịa một lý do rồi chạy vào phòng tắm thay quần áo. Dung Dung cùng cô đi xuống phòng khách. Trên đường đi cô ấy lên tiếng: phu nhân đã đến Hàn xử lý vài việc bí mật, không biết đến bao giờ mới về. Bảo tôi... Chị nói gì cơ? Cố Sai Lệ sửng sốt, cắt đứt luôn câu nói của cô ấy. Tiếp theo Dung Dung định nói thêm gì đó, nhưng rất nhanh đã nghe thấy tiếng nói phát ra từ xa. Xuống đây nhanh. Từ trên cầu thang xoắn ốc nhìn xuống, liền thấy hắn ung dung ngồi trên ghế sofa, mặc áo thun ngắn tay sáng màu cùng chiếc quần thể thao đen, chân bát chéo, đang ngừng đọc báo mà nhìn lên phía hai cô gái. Cố Sai Lệ không sát mà run, đột nhiên như tên trộm lúng túng lùi về phía sau, nép vào Dùng Dùng, tránh xa tầm mắt ai đó. Hắn cau mày, tập trung nhìn vào tờ báo trên tay, rồi mắt kiên nhẫn nói: mau xuống đây. Chẳng biết là nói cho cô hay Dùng Dùng, nhưng dù ai nghe cũng vậy thôi. Cố Sai Lệ sợ tím tái mặt mày, cứ như cái đuôi nhỏ theo phía sau Dùng Dùng, định bụng sẽ chui rúc xuống bếp dùng bữa, xong sẽ chạy đi thật nhanh tránh khỏi tầm mắt hắn, đề phòng ác ma lại phát điên gây khó dễ cho mình. Đi ngang qua cửa bếp, Tống Thiếu Gia xoay sang tặng cho cô cái nhíu mày, thái độ rõ không vui, môi bạc hé mở lên tiếng: đi đâu đó, còn không mau đến đây ngồi xuống. Tôi... Dùng Dùng lên tiếng. Hắn ngay lập tức cắt ngang: không phải hỏi cô. Ánh mắt hắn sâu thẳm như vũ trụ, bắn thẳng về phía ai kia, nhưng vì cô đang nép sau lưng Dùng Dùng cho nên cô ấy lầm tưởng Hà đang nói chuyện với mình, phần khác là đang muốn thu hút sự chú ý, không muốn thiếu gia gây khó dễ cho Sai Lệ. Dùng Dùng lập tức cầm như hến. Tống Tư Duệ gấp tờ báo lại, bỏ đôi chân đang bắt chéo xuống rồi chống tay lên đó, bộ dạng nam tính tỏa sáng như ánh mặt trời khiến người khác không khỏi suýt xoa. Qua đây ngồi. Cố Sai Lệ càng thu mình hơn, cô nắm lấy tay Dùng Dùng lay lay vài cái, ánh mắt cuốn con lộ rõ suy nghĩ. Cứu tôi với, hắn sẽ giết tôi mất. Dùng Dùng nhìn hắn đang dùng ánh mắt như sao gầm bắn thẳng về phía mình, lại nhìn vị thiếu phu nhân nhỏ bé đang run rẩy đáng thương bên cạnh, bất lực thở dài. Tay cô ấy đặt nhẹ lên bàn tay đang bất an, vỗ nhẹ rồi đi vào bếp. Cố Sai Lệ mất đi chỗ dựa, đứng cô đơn lẻ loi ở đó, mà hắn vẫn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt quét đều từ trên xuống dưới, rồi ngược lại từ dưới lên trên, thẩm thúy nhìn vào gương mặt nhát gan đang cúi đầu. Qua đây. Cố Sai Lệ hít một hơi lạnh run cả người, ngón tay xoắn vào nhau, không có ý sẽ đến, nhưng lại sợ hắn sẽ ném tờ báo trên bàn vào mặt cô rồi thét toáng lên: dám không nghe lời sau, muốn chết sau. Tống Tư Duệ thở dài, gương mặt có phần ôn hòa: không mắng em đâu mà sợ, tôi đã cho bếp trưởng làm vài món, đến đây ngồi đi. Cố Sai Lệ hơi ngẩng đầu, thấy sắc mặt hắn không có vẻ gì là tức giận, mới đi đến rồi ngồi xuống phía đối diện. Thấy cô ngoan ngoãn ngồi yên, Tống ác ma cũng không có cầu có nữa, trực tiếp ra hiệu cho người đem thức ăn lên. Cả một bàn đầy ắp món ngon hiện ra trước mắt. Cố Sai Lệ thèm thuồng nuốt ngụm nước bọt, song vẫn dè chừng dù xe liếc mắt nhìn người đối diện, có nên để hắn dùng trước hay đợi khi được phép mới ăn không. Cố nghĩ ngợi, hắn lấy tờ báo lên bàn chú tầm đọc,
nhìn thấy cô mãi chẳng động đũa, liền nghi hoặc. Em không ăn à? Cố Sai Lễ lắc đầu, nhẹ nhẹ cầm lấy đồ đũa lên, rồi gắp một miếng cá, cho vào miệng. Hương thơm lan tỏa trong miệng, cùng mùi vị ngọt ngào, mềm tan, khiến cô thỏa mãn. Ngon quá. Ngon không? Hắn hỏi. Khụ khụ. Cô không phòng bị, liền sặc sụa. Tống Tư Xuệ đưa cho cô tờ khăn giấy, giọng nói hắn trầm ấm, chứ không lạnh lẽo như mọi khi. Chậm thôi, coi dành với em đâu. Từ khi nào hắn lại gọi cô là em vậy? Cố Gia Lệ sờn gai ốc, nhưng không dám phản bác, chỉ để yên cho hắn gọi. Bàn tay cầm tờ khăn giấy, giơ mãi lên không trung, chẳng có người lấy, hắn thúc giục, vẫy vẫy vài cái. Cố Gia Lệ khó khăn lắm mới dùng xong bữa, hôm nay hắn bị gì vậy? Cứ nhìn cô mãi, muốn tìm lỗi để trừng phạt hay sao? Đúng là ác mà. Cô ăn xong, đặt đũa lên bàn, rồi ăn vị ngồi yên trên ghế, khép nép cúi đầu như muốn hòa tan bản thân vào không khí. Tống Tử Xuệ đọc báo, cảm thấy xung quanh khá yên ắng, liền ngẩng đầu lên, như có như không. Em ăn xong rồi. Cô gật gật đầu, bàn tay nhỏ khum núm đặt lên đùi, xoắn xuýt vào nhau, có vẻ đang khẩn trương. Hắn hất mặt, ra hiệu chào rầy, anh hiểu ý, đem tất cả thức ăn còn lại đi xuống bếp. Cố Gia Lệ cúi đầu, mắt nhìn lên, thấy hắn chẳng có vẻ như sẽ đi nơi khác. Cô muốn rời khỏi, nhưng sợ chọc phải dây thần kinh điên của hắn. Tuy là ở nơi này đã hơn một năm, hắn chưa bao giờ đánh cô, cùng lắm là chỉ mắng vài câu rồi làm cái chuyện gì gì đó, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy vô cùng bất an. Nghe có vẻ khá nực cười khi một cô gái đã trưởng thành trong cái xã hội hiện đại này lại chẳng biết chút gì về quan hệ vợ chồng. Nhưng Cố Gia Lệ lại là cái trường hợp hỉ hữu đó. Cố Gia Lệ tuy thể xác đã 20, nhưng về phương diện tình cảm chỉ như đứa trẻ lên bà. Vấn đề vợ chồng chẳng ai nói với cô, dù có cũng đều bóng gió vài câu, đại loại như phải lấy lòng chồng mình. Nhưng lấy lòng mà cô nghĩ và bọn họ nói hoàn toàn chẳng giống nhau chút nào. Một đứa trẻ nhỏ còn chưa trải qua giai đoạn dậy thì, nếu không may bị một tên cặn bã giờ cho đùi bậy, đa phần đều sẽ giấu giếm không nói với cha mẹ. Trong thâm tâm đứa bé đó sẽ nảy sinh cảm xúc tiêu cực, sợ bị cha mẹ trách mắng, dù bản thân là người bị hại và chẳng làm gì sai trái cả. Một cô gái bị bạo hành mà sinh ra cảm giác sợ hãi với con người, chỉ được cho học mặt chữ như cô mà nói, lúc bị hắn làm ra những việc mà trước đây chưa từng nghe thấy ai nhắc đến, là trải nghiệm đáng sợ thế nào. Xã hội phát triển không có nghĩa ai ai cũng đều có kiến thức, nếu cô biết trước thì đã không cảm thấy bản thân thật đáng ghê tởm. Hôm nay hắn có vẻ rất ổn nhù, tử tế, có vẻ đang có chuyện vui. Trong lòng cô thầm nghĩ, mong hắn sẽ không gây khó dễ cho mình. Cố Gia Lệ ngồi yên trên ghế, bản thân muốn rời khỏi nhưng sợ gây sự chú ý cho hắn, giữ nguyên tư thế khiến lưng cô mỏi, cảm giác như nó sắp gãy đến nơi. Thật may mắn khi điện thoại trong túi áo hắn reo lên, Tống Ác Ma đặt tờ báo xuống, đứng lên đi ra ngoài. Cố Gia Lệ chỉ chờ có vậy, chạy như bay lên lầu. Sau khi nghe mẹ mình dặn dò phải yêu thương cô con dâu của bà, hắn cúp máy rồi vào trong. Không biết từ bao giờ người đã để mắt, để lại Tống Thiếu Gia với vẻ mặt ngơ ngác cùng chiếc điện thoại đang cầm. Hắn nhìn chiếc ghế trống trải, rồi nhìn sang người hầu đang cung kính đứng phía xa xa, rồi lại nhìn chiếc ghế, khẽ thở dài. Chạy nhanh thật. Cô gái nhỏ chạy vào phòng sắt, trốn ở một góc nhỏ khó phát hiện. Từ tối cô vẫn chưa được ngủ, do hắn cứ nằm phía sau gắt gao ôm lấy. Cổ cô có gì đâu mà hắn cứ gặm cắn mãi. Cố Gia Lệ còn nghĩ có khi nào hắn không phải ma vương mà là ma cà rồng hay không. Khí trời mấy hôm nay tương đối lạnh, cô mặc áo cổ lọ phần nào che đi được các vết đỏ như hoa đào kia. Nhưng nếu như đến mùa hè thì sao đây? Không không, suy nghĩ nhiều thế thì có khác nào hắn sẽ hành hạ cô đến tận hè đâu chứ. Cô sẽ cố gắng ngoan ngoãn, không làm cho hắn tức giận thì hắn sẽ không làm như vậy nữa. Cố Gia Lệ cỏ giúp như chú mèo lười biếng, tựa đầu vào tủ sách cao 3 mét. Trong tay cô ôm lấy quyển sách dày cộm, đôi mắt nhắm lại
không chút sao động, hàng mi cỏ vút hiện hữu trên gương mặt nhỏ nhắn. Cô ngủ mất rồi. Tiếng gió và lá cây bên ngoài xào xạc cùng với những tia nắng ấm áp lẻ lòi vào khung cửa sổ chiếu rọi lên cơ thể đang say giấc. Đôi giày da đen được đánh bóng kỹ lưỡng chậm rãi xuất hiện bên cạnh cô gái nhỏ, không phát ra tí tạp âm nào, như thể đang sợ làm phiền đến giấc ngủ của cô. Người đàn ông to lớn khẽ cúi đầu, nửa quỳ lên tấm thảm lông cừu say sưa nhìn gương mặt đang thở đều. Ánh mắt lạnh lùng nhưng không còn sắc bén như một tháng trước đây, thay vào đó lại trầm lặng như mặt hồ yên ả, không chút gợn sóng. Nhìn chồng sách chất cao nửa mét xung quanh cổ, hắn bất giác cười phì. Đây là đang chơi trò xây lâu đài bằng sách sao? Vẫn là mái tóc được thắt bím tỉ mỉ để sang một bên vai, nhưng cô cổ bây giờ so với một năm trước đầy đặn hơn. Tống Tư Duệ quét mắt xuống nơi tròn trịa bị quyển sách ò ép nghẹt thở, thầm nghĩ vẫn còn chưa để trò lắm, phải vỗ béo liền thôi. Hắn di chuyển chồng sách cao sang nơi khác, rồi bế cô gái đang ngủ say không biết gì đến bên giường. Mùi bạc nhếch nhẹ, quả nhiên giống như miêu tả của các bà mẹ lo lắng con cái bị suy dinh dưỡng mán hay nghè, thấp bé nhẹ cần, rất thích hợp khi nói về cô vợ nhỏ này. Cô Gia Lệ cảm giác được có ai đó đang đến gần, thậm chí còn bế cô lên, nhưng đôi mắt nhắm nghiền muốn cũng chẳng mở được. Lúc này cô mệt mỏi lắm, trong lòng sợ hãi nhưng không thể tỉnh giấc. Tựa đầu vào lồng ngực lớn, cô có thể ngửi được mùi bạc hà và khói thuốc thoang thoảng. Bàn tay hắn nâng niu cô cứ như đang chạm vào một vật trân quý, cẩn thận và đầy dịu dàng. Cô muốn mở mắt xem thử là ai. Mùi thuốc lá và vòng tay mạnh mẽ thì rõ ràng đây là đàn ông. Lán sau, không thể đâu, sao hắn có thể dịu dàng đến thế? Cô không ngừng phủ nhận. Đối phương đặt cô lên giường, cẩn thận đắp chăn, dường như không hề có ý định xấu xa. Lúc này cô mới yên tâm buông bỏ cảnh giác, thở đều. Tống Tư Duệ kéo cái ghế gần đó đến bên giường, ngồi xuống ngắm cô gái đối diện đang ngủ say. Thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu, người trên giường vẫn ngủ, người ngồi đó vẫn cứ nhìn mãi, dường như không biết chán. Thoáng thấy đôi mắt vẫn còn sưng của cô, trong lòng có chút khó chịu. Cô gái nhỏ đang ngủ say, hắn không có việc gì làm, sinh ra buồn chán. Dù sao, thư phòng nhiều thể loại sách, hắn tìm mưa một quyển xem giết thời gian. Tống Tư Duệ đi một vòng, tiện tay cầm lấy quyển đang đặt trên bàn. Quyển sách màu xanh da trời với dòng chữ uyển chuyển, 100 cách dỗ vợ. Hắn đen mặt, ném lên bàn, biểu cảm như dẫm phải phần. Thể loại nhảm nhí gì thế này? Trong căn phòng chứa vô vàn những quyển sách quý giá, nhiều thể loại. Về sau bức bình phong, cô gái nhỏ nằm yên trên chiếc giường đánh một giấc thật ngon, vì đêm hôm qua bị ai đó chiếm hơn nửa cái giường nên không ngủ được. Người đàn ông ăn vận đơn giản ngồi đối diện cách một bước chân, đang chăm chú đọc quyển sách được cho là nhảm nhí. Chỉ vừa mới đọc lời mở đầu, hắn đã cảm thấy khó chịu bởi vì tên tác giả. Cụ thể, huynh đệ à, nếu có đọc được quyển sách này thì hãy ghi nhớ lấy điều quan trọng này. Dù cậu đúng hay sai thì khi vợ giận dỗi, lỗi sai đều thuộc về cậu. Tống Tư Duệ xoay mặt đi nơi khác, ánh mắt đen thâm thúy nay càng đen hơn. Cái quái gì thế này? Đúng là đúng, sai là sai, nếu hắn đúng thì tại sao phải nhận sai chứ? Tên tác giả này bị thiểu năng rồi ư? Hắn muốn ném đi nhưng nhìn thấy đôi mắt sưng như qua đao của cô, liền nhẫn nhịn hít vào một hơi sâu rồi tiếp tục đọc. Một số trường hợp mới yêu lần đầu sẽ nghĩ tôi bị điên, nhưng hãy tin tôi đi, người anh em mà. Trong tình yêu không phân đúng sai, là đàn ông phải biết chiều lòng vợ mình, làm cho cô ấy vui. Quan trọng hơn, nếu không muốn ngủ ở ngoài sofa thì hãy làm theo quyển sách mà tôi biên soạn. Tống Tư Duệ phát cáu gập quyển sách lại. Hắn khinh bỉ ném quyển sách sang một bên. Cố Gia Lệ ngủ được một giấc ngon lành, lớp chăn bông êm ái quấn quanh người khiến cô có cảm giác bản thân đang nằm trên mây. Đôi mắt đã bớt sưng, hàng mi rút nhẹ, chớp chớp vài cái rồi mở ra. Không biết đã qua bao lâu rồi
mong là không trễ giờ ăn tối. Cố Gia Lệ lông cung ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt, đồng hồ treo tường chỉ 3:25. Tính ra cô chỉ ngủ được hơn 4 tiếng. Đi qua hành lang dài rộng, trong lòng cô chỉ vướng bận một điều duy nhất, không biết ai đã bế mình lên giường. Nếu không phải do tên ác ma xấu xa đêm qua quấy rầy thì cô đâu có mất ngủ đến độ không thể mở mắt ra xem thử ai đã giúp mình. Rất nhanh, bữa tối đã được dọn lên. Từ khi ngủ dậy, cô không thấy hắn đâu. Dung Dung nói tập đoàn có việc gấp nên hắn gấp rút đi xử lý. Nếu đã bận rộn thì hắn không về cũng được mà. Hay, thật sự muốn nói với hắn như vậy, nhưng sợ khi nói xong, đầu cũng mất. Cô Gia Lệ ăn xong, liền chạy lên sân thượng, gió lạnh ập đến, khiến cô nổi da gà. Cô lấy điện thoại gọi cho mẹ, đôi mắt long lanh như cuốn con bị bỏ rơi. Sao vậy? Châu Vĩ nhìn qua màn hình, phi cười rồi hỏi. Tống thiếu phu nhân buồn thiu. Khi nào mẹ mới trở về? Xong việc sẽ về ngay mà. Thật ra bà không có nhiều việc cho lắm. Dạo này thấy con trai đã đỡ cáu gắt với vợ mình, cho nên lên rời nhà đi du lịch. Để chúng có thời gian bồi dưỡng tình cảm cũng tốt. Ừ, khi nào rảnh mẹ sẽ gọi cho con nhé. Nhớ ăn uống đầy đủ đó. Châu Vĩ sợ mình đang đi dạo phố bị phát hiện, nhanh chóng tạm biệt rồi cúp máy. Cô Gia Lệ cảm thấy vô vị, không có gì để làm, nghịch điện thoại chán chề, liền chui vào chăn ngủ mất. Tối đó, khi đang ngủ say, liền nhận thấy có một thân ảnh chậm rãi như rắn khẽ bò vào chăn. Cô xoay ra sau nhìn thử, liền bị đối phương ôm lấy. Hắn không làm gì tiếp theo, chỉ thở dài, cọ cọ sống mũi cao vào gáy cô, rồi phát ra âm thanh thỏa mãn. Lẽ ra lúc này hắn phải ở cùng tì, sao lại nằm ở bên cạnh cô? Làm ơn bỏ cánh tay ra đi, nặng quá. Cố Gia Lệ trong lòng đã không giữ được bình tĩnh, cơ thể cứng ngắt, không biết do gió đông lạnh lẽo hay do người phía sau ôm chặt làm cho cô hóa đá. Tống Tử Duệ xử lý công việc đến mức phát cáu. Mẹ đó chứ, sao lại nhiều thứ phải giải quyết thế này? Cách đây vài tháng hắn còn chê một ngày quá ngắn, xử lý vài chuyện đã hết thời gian. Sao bây giờ chỉ ngồi ở phòng làm việc nửa ngày đã cảm thấy bứt rứt không chịu nổi. Cuối cùng cũng giải quyết xong mớ lộn xộn, hắn cấp tốc lái xe chạy thẳng về nhà. Không màng ăn uống, đã hỏi xem vợ mình đang ở đâu. Tiếp theo lê mặt say chui vào chăn, ôm lấy cô đánh một giấc ngon lành. Đêm đó giống hệt hôm qua, cô lại thức trắng. Cố Gia Lệ có chút nhu nhược, ngay cả chửi tục trong suy nghĩ cũng không dám. Cô rúm siết chặt góc chăn. Những ngày tiếp theo đó, không nói cũng biết, tổng giám đốc mỗi đêm đều đi khắp nơi tìm cô, còn Cố Gia Lệ hôm nào cũng đổi chỗ ngủ nhưng luôn bị hắn tìm thấy. Cũng đúng, chỗ ngủ cô chỉ quanh quẩn vài ba nơi, hơn nữa đây là địa bàn của hắn, có trốn lên trời cũng chẳng thể thoát được. May mắn là người đàn ông này chỉ ôm cô ngủ chứ không làm gì. Những đêm đầu cô căng thẳng thức trắng, đã qua vài tuần dường như cũng hơi quen thuộc với chuyện này. Mỗi sáng hắn đều bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn ngon cho cô, ban đêm thì ôm ngủ. Không bị hành hạ, dần dần cũng đỡ sợ. Cái ôm của hắn lúc đầu khá mạnh bạo, nhưng dần dần không biết do đâu mà đã dịu dàng hơn. Cố Gia Lệ những khi bị ôm khá bất ngờ, cơ thể liền đông đá. Tuy không còn lo lắng quá nhiều, nhưng tâm trạng căng thẳng vẫn còn đó. Đợi đến khi mệt mỏi mới có thể ngủ. Tống Thiếu Gia sau hơn 3 tuần truy đuổi, tính kiên nhẫn liền biến mất. Hắn xử lý công việc cả ngày, mệt mỏi muốn chết. Về đêm còn phải tìm cô thì mới có thể ngủ. Suy đi tính lại thì tại sao phải phiền như vậy? Ray, hắn ngồi trong phòng sách mở lời. Xử lý đi. Anh không nói gì, cúi đầu lùi ra. Tống Tử Duệ đặt kề bút máy lên bàn, tựa lưng vào sau ghế thở dài. Nên kết thúc mớ hồ lốn này rồi. Đêm đó cô gái nhỏ đi lên sân thượng, lên bàng hoàng trước khung cảnh đang thấy trước mắt. Chiếc giường to mà mẹ chồng đích thân chuẩn bị cho cô đã không cánh mà bay, chỉ còn lại khoảng không trống trải cùng với vô vàn cơn gió lạnh lẽo thì nhau thổi đến. Cái sao lại
Sao lại như thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chính là điều cô đang muốn thốt ra khỏi cái miệng đỏ hồng xinh xắn kia. Nhưng những chuyện như thế này, dù có muốn, cô cũng không thể giải quyết theo ý thích của mình. Cô không có quyền. Chỉ cảm thấy có chút hụt hẫng. Không biết là ai đã đem đi mất cái giường to như thế, hôm qua vẫn còn mà đem đi là đem. Thôi thì cô ngủ trong nhà gỗ. Căn phòng được trang trí đẹp mắt này cũng chung tình trạng như trên sân thượng. Chiếc giường đẹp bị đem đi đổ mất. Cô sai lệ thở dài đến thư phòng, mong sẽ được ngủ một giấc. Cô thật sự đang rất buồn ngủ, nhưng lại phụ sự kỳ vọng của cô rồi. Bức bình phòng lẫn chiếc giường cũng trùng số phận biến mất hút. Cố Sa Lệ cố nén cảm xúc. Quá đáng, bây giờ ngay cả ngủ cũng không cho cô ngủ. Thôi thì sofa ở phòng khách cũng khá êm ái. So với chiếc đệm cũ kỹ ở cố già thì nơi này thật sự rất tốt. Cô buồn thiu, cúi đầu muốn đi xuống phòng lại đụng phải bức tường thịt chắn ngang. Á! Cố Sa Lệ mắt thăng bằng lùi về sau vài bước. Đối phương vẫn đứng yên, không có ý sẽ đỡ cô. Tống thiếu phu nhân xoa xoa cái trán nhỏ, ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt yếu ớt, lộ vài phần oán thán, rất nhanh liền thu lại khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình. Tống Tư Duệ mặc trên người bộ đồ ngủ dài, thoải mái, khoác thêm lớp áo dày bên ngoài giữ ấm. Sừng sững hiện ra như bức tường cao lớn, khiến cô khó lòng mà băng qua được. Khoảng cách gần làm cho cô cảm thấy bản thân còn chẳng bằng hạt cát giữa sa mạc, nhỏ bé đến đáng thương. Cố Gia Lệ cúi đầu trao rồi lướt qua, mong hắn hiểu ý mà nhường đường. Ai ngờ cái vị trong mắt không muốn hiểu còn không thèm cho cô chút mặt mũi. Nắm tay kéo lấy cánh tay mảnh khảnh, màu quang đen lấy nhìn chăm chăm vào vật nhỏ trước mặt. Đi đâu? Cô không trả lời, hắn tốt bụng nói thay. Khuya rồi nên ngủ thôi, thức khuya không tốt. Xong liền kéo cô vào căn phòng trên tầng 3. Cố Gia Lệ bị cưỡng ép đi vào, nhìn xung quanh liền thấy căn phòng bí mật được che phủ bởi bức tranh thủy mặc đã bị đập nát. Thay vào đó là chiếc bàn sưởi cùng tủ sách khá xinh xắn, còn lại chẳng thay đổi gì. Cô đứng đó ngắm nghía hồi lâu, hắn đến bên giá treo cởi chiếc áo khoác ngoài rồi xắc lên. Sau đó đến bên giường nằm xuống, gọn tay thon dài đẹp đẽ vỗ vỗ lên phần giường bên cạnh. Tự nhiên nhìn cô gái đang đứng phía xa xa vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, giọng điệu không nóng không lạnh, trầm ấm mai hò hướng về phía cô hỏi. Đến đây ngủ thôi. Cố Gia Lệ nắm chặt cổ áo, bất an nhìn người đàn ông đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, rồi lão liền nhìn khắp trốn, mắt to chớp chớp hiện ra sự lo lắng. Những hôm trước khi cô ngủ say, không lâu sau đó hắn mới tiến vào trong chăn. Bây giờ đùi ngược lại, hắn nằm trên giường trước lại khiến cô cảm thấy có chút kỳ quặc. Tuy vậy cô vẫn phải cắn răng nghe theo lời hắn, chủ nhân của ngôi biệt thự này. Cô tất nhiên muốn chạy đến nơi không có hắn mà ngủ, nhưng cô nào dám trái lệnh. Hơn nữa mẹ không ở đây, thần cô thế cô, không ai chống lưng, nếu làm trái ý hắn sẽ giận mất. Dưới cái nhìn để bức ép của ác ma, cô đành phải nghe theo. Lê thân thể đến rồi đứng đó một hồi lâu, nhìn cái giường cao hơn 2/3 đôi chân của mình, vén góc chăn rồi chui vào. Từ lúc hắn xuất hiện, cơn buồn ngủ của cô tiêu biến sạch sẽ. Thỉnh thoảng ngẩng đầu sẽ thấy ánh mắt hắn trùng thủy xá lên người cô, bụng xạ lại cuồn cuộn như sóng biển. Cố Gia Lệ xoay lưng, vùi mặt vào gối, tìm một góc thoải mái nhắm mắt lại. Hắn nằm xuống, nhanh chóng vòng tay ôm lấy cô gái trước mặt mình. Cô có chút cứng nhắc nhưng không cố đẩy hắn ra. Dù sao vài tuần nay hắn luôn thế này. Hắn luôn một tay vòng qua cái cổ mảnh khảnh, các ngón tay khẽ đưa lên gương mặt nhỏ nhắn vuốt về, sau đó trở xuống chiếc áo ngủ, cho tay vào bên trong. Sự việc phát triển quá nhanh làm cho Cố Gia Lệ không kịp phản ứng, trong lòng dâng lên cảm giác bất an không hề nhỏ. Chẳng lẽ hắn lại định làm cái việc kỳ lạ gì đó nữa sao? Mấy tuần nay cô rất ngoan ngoãn,
có chỗ nào chọc hắn giận đâu. Tống Tư Xuệ rất nhanh đã cắt đứt những suy nghĩ không đâu của cô. Hắn áp đôi môi lạnh lên cho cổ thon dài. Cố Gia Lệ ngạc nhiên đến mức nín thở, một mảng chân cổ trở nên ẩm ướt. Cô sợ hãi xoay người, có lẽ vì nhận thấy hắn dù có tức giận cũng không đánh mình, cho nên sự dũng cảm trong cô lớn dần. Đôi tay nhỏ đặt lên lồng ngực dàn chắc, cách một lớp áo, liền nghe thấy nhịp tim hắn đập nhanh như trống. Thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn mắc chứng bệnh nào đó về tim mạch sao? Wow, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ nhiều. Cô mấp máy đôi môi nhỏ, thuật lại lời hắn nói với mình lúc nãy. Tôi thức khuya không tốt mà. Giọng nói kháng nghị rót vào tai hắn, lại cứ như đang làm nũng. Nhóc con này lớn gan hơn, bây giờ còn dám phản bác hắn. Tống Tử Duệ nhếch mép, đôi mắt đen xoáy vào người trước mặt, xấu xa, cất giọng trâu chọc. Đúng là không tốt, nhưng chỉ thức một đêm, chẳng ảnh hưởng gì đâu. Nếu em ngoan ngoãn, thì tôi chỉ làm một lần thôi. Hắn nói xong, lập tức lật người, đè cô vợ của mình dưới thân, rồi cúi đầu ngậm lấy đôi môi mọng ngọt ngào của cô. Nhưng cô gái dường như không chịu phối hợp, ngậm chặt miệng dù hắn có làm gì đi nữa. Tống Tư Duệ ngẩng đầu lên chút ít, nhìn cô gái đang nhắm chặt đôi mắt, hàng mi khẽ rùng rùng, cặp má đỏ lên vì xấu hổ, cùng thiếu dưỡng khí vì chiếc mũi kia đang nín thở sau khi hắn cúi xuống hôn. Môi cô chúm chím đỏ xinh đang mím lại, không cho hắn thực hiện ý đồ. Người đàn ông mang vẻ mặt bá đạo, nhưng giọng nói lại không có tí gì là xa lệnh, chỉ đơn giản muốn cô phối hợp. Mở miệng. Âm thanh khàn đặc của hắn làm cho cô chấn động đôi chút, nhưng giờ đây lại chẳng biết cô lấy đâu ra dũng khí lại dám trả lời hắn. Nghe hắn nói, cô Sa Lệ xoay đầu đi nơi khác trốn tránh, môi càng mím chặt hơn. Tống Tư Duệ vuốt ngược mái tóc đen xa sau, phỉ cười. Đã lâu rồi không có người dám bắt tuân mệnh lệnh của hắn, vậy mà hắn lại không tức giận, ngược lại cảm thấy hơi hứng thú. Ai mà ngờ được cậu nhóc ngày thường nhút nhát như con rùa lại là người dám làm điều mà những kẻ can đảm không dám làm. Đúng là hết cách. Nếu là người khác đã sớm mất mạng từ lâu, còn cô xem như là trường hợp ngoại lệ đi. Ai bảo cô may mắn trở thành vợ hắn. Tống Thiếu Gia ngang ngược xốc lớp áo ngủ của cô lên. À, cố Gia Lệ giật mình thét lên. Chiêu thức này tuy lỗi thời nhưng đúng là cực kỳ hiệu quả. Bị bỏ đói hơn 3 tuần, hắn lúc này không còn đủ kiên nhẫn, chỉ nằm bên cạnh mà không làm gì. Bàn tay cởi bỏ từng lớp vải bó buộc bản thân và người bên dưới. Gương mặt lấm tấm mồ hôi, chân mày nhíu chặt và đôi mắt lộ rõ sự thống khổ. Tống Tư Duệ nghiến răng ken két. Thân thể màu đồng với các mũi cơ bắp săn chắc, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo càng thêm ma mị. Nếu giây phút này thiếu nữ thành phố mờ nhìn thấy hắn trong bộ dạng này chắc sẽ chết mệt chết mệt. Chỉ duy nhất cô gái dưới thân chỉ cảm thấy hắn to lớn như con gấu, sừng sững giống ngọn núi cao đang đè lên cơ thể mình. Người cô nặng như chì, không thể di chuyển được. Móng vuốt của con mãnh thú dao động liên tục trên cơ thể khiến cô nổi da gà, tóc gáy cũng dựng đứng cả lên. Không đợi lâu, hắn liền đi thẳng vào bên trong cô. Cố Gia Lệ hít vào một hơi lạnh, khó khăn thở dốc, khuôn ngực phập phồng lên xuống, khơi đáy mắt người nào đó tối lại. Môi bà khổ khốc hé mở để dễ dàng hấp thụ dưỡng khí, yết hầu di chuyển. Giọng hắn khàn đặc hơn cả lúc bình thường, khó khăn chửi thề. Cố Gia Lệ trốn không thoát, gón chân co quắp, vô lực run rẩy. Cô phát ra tiếng thở dốc, giọng nói kiều mị, ngắt quãng, mong muốn đối phương bỏ qua cho mình. Mà người đàn ông cũng chẳng dễ chịu cho cảm, hắn chỉ muốn tận lực mà dày vò, nhưng lại sợ làm tổn thương người bên dưới. Lúc đầu chỉ là những nhịp điệu nhẹ nhàng như bản nhạc giao hưởng êm dịu, không biết từ khi nào lại điên cuồng chạy nước rút. Cố Gia Lệ mà đến gắt đi, đến khi tỉnh lại đã là chiều hôm sau. Phần eo có chút ê ẩm khiến cô khẽ rên rỉ. Tuy việc này không còn đau như những lần đầu nhưng vẫn làm cho cô sợ hãi. Nhìn căn phòng lớn không có một bóng người, cô chật vật ngồi dậy đi vào phòng tắm rửa
những thứ còn sót lại vào đêm qua. Tống Tử Duệ trước khi đến Thiên Hạc đã ra lệnh cho tất cả người làm trong nhà, bất cứ ai cũng không được làm phiền đến cô. Cô Gia Lệ không dám ngâm mình quá lâu, chỉ qua loa xối nước cho sạch sẽ rồi đi ra ngoài. Chẳng biết khi nào hắn lại đột nhiên xuất hiện, vẫn nên nhanh chóng mặc quần áo thì hơn. Trời đông gió lạnh, cô mặc áo len ấm áp nhưng trong lòng vẫn cảm thấy buốt giá. Trong lúc dùng bữa, liền không nhìn được mà hỏi Dùng Dùng. Hắn... anh ta đi đâu rồi sao? Người hỏi thiếu gia. Cô khẽ gật đầu rồi lại cầm cụi dùng bữa. Dùng Dùng rót tách trà nóng đưa đến trước mặt cô, lịch sự trả lời. Thiếu gia đến công ty rồi ạ, chắc là tối mới trở về. Vậy thì khoảng thời gian hắn không ở đây, cô sẽ được thành thời đổi chút. Tuy biết hắn đã để mắt, nhưng cảm giác phập phồng sâu trong lồng ngực vẫn chưa nguôi ngoài. Cô thật sự rất sợ phải đối diện với hắn. Tống Tư Duy về sớm hơn dự tính. Khi cô đang đi dạo ngoài vườn cùng với chú chó mình đã xem như bạn, đã thấy hắn từ trên chiếc xe đắt tiền bước xuống. Khí chất của bậc đế vương cùng gương mặt lạnh tanh mà cao ngạo khiến cô đứng từ xa không xét mà run. Cố Gia Lệ lùi dần về phía sau, trên gương mặt nhỏ đáng bất an cúi xuống hiện ra vài phần lo lắng. Tuy khá nhỏ nhắn nhưng cũng thật không khó cho hắn khi nhìn thấy cô, vì việc đầu tiên khi Tống Thiếu bước ra khỏi xe chính là hỏi người làm xung quanh và ánh mắt Diệu Hầu luôn tìm kiếm. Tống Tử Duệ tiến đến, con chó mừng rỡ sủa vang một tiếng rồi vẫy vẫy cái đuôi chạy đến phía hắn. Người đàn ông vỗ vỗ đầu nó rồi ra lệnh ngồi xuống. Nó ngoan ngoãn nghe theo, ngồi yên vẫy đuôi, ánh mắt như muốn được khen ngợi. Cố Gia Lệ chôn chân tại chỗ, khép nép hết sức có thể. Đôi giày đen lọt vào tầm mắt, không gian xung quanh cô như đang xoay chuyển, nhanh đến chóng mặt. Cô không nhìn thấy gương mặt hắn, nhưng có thể cảm nhận được luồng hơi lạnh tỏa ra. Tống Tử Duệ nhíu mày, ánh mắt đanh lại, quan sát cô gái, dáng người đã nhỏ, nay còn cúi đầu, trông chẳng khác gì hạt đậu. Hắn thở dài, chăm chăm nhìn vào đỉnh đầu của cô. Còn rụt nữa thì có thể xuất hiện mai rùa đấy. Cố Gia Lệ sợ hắn giận, nghe theo tha lòng đôi vai. Có điều cô cũng không dễ dàng chiều theo hết thảy, đôi chân lui về sau duy trì khoảng cách an toàn. Áo cổ lọ che đi kín kẽ da thịt mềm mại, nhưng nếu ai đó quá cao so với cô, nhìn từ trên xuống lên dễ dàng thấy được một vài dấu hôn. Yết hầu hắn chuyển động, nhìn thấy tình hình tệ đi liền hắng giọng. Trời lạnh mà sao lại ăn mặc phong phanh thế kìa. Nói xong lên cởi áo vét choàng lên người cô. Cố Gia Lệ lui về sau, hắn sân tới không dễ dàng buông thà, chênh chênh vài lần đến khi vừa ý mới thôi. Mà hành động này của hắn làm cho người làm trong biệt thự suýt chút rơi cả con mắt ra bên ngoài, há hốc miệng. Đi ăn cơm, hắn tùy ý nắm tay cô đi vào trong nhà. Không gian trở nên yên ắng, chỉ còn lại tiếng thở của con chó đang ngồi yên vẫy đuôi. Tôi đang mơ sao? Bếp trưởng trợn tròn mắt rồi vùng cái tát sang cậu làm vườn bên cạnh. Ai ra, đau! Anh ta thét lên. Không phải mơ rồi. Bữa tối này hắn dùng khá ngon miệng, còn cô gái đang ngồi bên cạnh làm gì còn tâm trạng. Qua sát thấy cô chỉ ngồi yên không nói chuyện, muốn mở lời nhưng chẳng biết phải nói gì. Tống Thiếu Gia việc gì cũng giỏi, chỉ kém ở khoảng giao tiếp với con gái. Dùng xong bữa, cô nhanh chóng đứng dậy để mắt. Dạo này hắn mang đến cho cô khá nhiều cảm xúc kỳ lạ, mỗi khi rảnh rỗi đều bám dính như nam trầm, như lúc này chẳng hạn. Chú vừa cắt đuôi đi đến phòng sách, vài phút sau hắn đã ở ngay cửa. Tống Tử Duy một thân tây trang, mái tóc vuốt ngược lầm chồm, vài sợi tóc rối cũng không làm mất đi sức hút phái mạnh. Hắn đi vào, gương mặt có chút tủy hứng, tiện tay lấy một quyển sách trên bàn xem xét. Thật ra là muốn tìm cớ để trò chuyện với vợ mình. Sách văn học, dường như em rất thích thể loại này thì phải. Cố Gia Lệ không trả lời, lần nữa lại trốn đi. Tống Thiếu nhún nhún vai, hắn ngửi ngửi cơ thể của bản thân, phát hiện làm việc từ sáng có chút hôi rồi, phải đi tắm.
Trải qua thời gian một chén trà, Cố Sai Lệ nằm trên giường, đắp chăn, che đi cơ thể nõn nà, vùi đầu vào chiếc gối bông mềm mại. Thật sự không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng hắn làm cho cô sợ quá đi mất. Cửa phòng mở, cô như ngạt thở, bàn tay nhỏ nắm lấy cái gối không dám cử động. Đôi mắt mở to cực đại, sau lại nhắm chặt lại, môi mọng mím lại, cố gắng giả vờ ngủ sao cho giống thật nhất có thể. Người đàn ông đã sạch sẽ, tây trang thay thế bằng áo choàng tắm, mái tóc đen lấm tấm, những giọt nước trong suốt như pha lê rơi xuống bà vai sông lớn rồi biến mất. Hương thơm tản mát của bạc hà cùng với mùi vị đàn ông của hắn hòa vào nhau, tỏa ra sự nguy hiểm. Tống Tư Xuệ lau khô mái tóc ướt, luồn tay vào vuốt ngực ra sau. Mày sậm mắt đẹp, sống mũi cao, môi đỏ sang trắng cùng nước da màu đồng miêu tả về những người đàn ông tựa như mãnh thú, làm cho phụ nữ phải điều đứng, chắc là đang nói về hắn rồi. Tống Thiếu sải chân bước đến giường, nhìn bóng lưng nhỏ bé bọc trong lớp chăn dày đang quay về phía mình, tâm trạng vẫn bình thường như cũ. Hắn ngồi xuống giường, nhỏ giọng, ngủ rồi. Giọng nói trầm ấm lại dịu dàng, thật khác với cách đây một năm. Cố Gia Lệ không nói gì, duy trì bộ dạng yên lặng. Tuy nhiên bà vai cường ngắc đã ban đứng cô mất rồi. Mày sậm hắn nhếch lên một cái, trong con ngươi của người đàn ông lại hiện lên tia hứng thú. Hắn hỏi lại, ngủ thật rồi sao? Tay hắn đặt lên nệm, các ngón tay chậm rãi luồn vào trong lớp chăn, dù hất nhẹ nó ra khỏi người đang giả vờ kìa. Phát hiện cô co rúm, hắn nằm bên cạnh nhưng không gấp gáp nuốt trọn lấy. Như con sư tử trêu đùa với con mồi bắt được, đến khi con thú nhỏ thấm mệt mới bắt đầu cản nuốt. Tay hắn như con sắn, dịu dàng mà nguy hiểm đặt lên vòng eo nhỏ của cô. Cách một lớp vải mỏng, không kiêng xè, sờ soạng. Đôi môi lạnh như băng, cúi xuống, mút nhẹ vành tai, Cố Sai Lệ giật mình, co quắp đôi vai mềm. Hắn khẽ nhếch lên nụ cười đắc thắng, vừa gặm cắn, vừa thều thào bên tai. Hình như em ngủ rất say. Hắn dùng răng khẽ cắn. Thế này mà vẫn không trông dậy sao? Tay hắn mân mê eo, rồi sượt lên tận bờ vai mượt mà, cổ áo của cô nhanh chóng bị hắn kéo xuống. Hức! Cô gái nhỏ kêu nhẹ, hắn thích thú trêu chọc. Em tỉnh rồi sao? Cô lại giả vờ ngủ. Hắn cười đến hại nước hại dân, chẳng biết từ lúc nào bản thân lại trở nên đáng khinh thế này. Khi đọc được quyển sách vớ vẩn kia sao? Tống Tư Xuệ cởi bò dề lưng, lộ ra cơ thể rắn chắc như pho tượng. Cố Gia Lệ cố gắng trấn an. Cô nghĩ chỉ cần giả vờ ngủ hắn sẽ buông tha, nhưng lại không biết gã đàn ông này sớm đã nhìn thấu kế hoạch của cô. Hắn từ phía sau đi vào trong cô, bao nhiêu ngọt ngào của cô gái đều tham lam chiếm dụng, cho đến khi phóng thích chính mình. Cố Gia Lệ nằm sụi lơ, cô vẫn không dám phát ra tiếng động. Tống Tư Xuệ ôm cô vào lòng, phỉ cười. Thật là kiên trì, đến lúc này vẫn cứ diễn. Buổi sáng, trừ những lúc có việc phải đến công ty, phần lớn hắn đều ở nhà. Dạo gần đây, những người trong nhà nhìn thấy hắn đối xử tốt với cô, cảm thấy vui lắm. Họ mừng vì cô cuối cùng cũng khổ tận cảm lại. Khi Châu Vĩ gọi điện về, họ kể tất cả, từ việc cùng nhau dùng bữa đến đi dạo mát mỗi chiều. Nhìn thấy mẹ chồng vui vẻ cười tươi, có bao nhiêu uất ức, cô cũng đành giấu nhẹm, sợ mẹ sẽ dầu dĩ. Mọi người chỉ thấy được mỗi buổi sáng, nhưng đều biết mỗi đêm hắn luôn đòi hỏi. Từ hôm cô xa vợ ngủ, chẳng đêm nào hắn buông tha cho cô. Khi cô thức vì bất an, hắn lao đến như một cơn bão, cuồng bạo hôn lên đôi môi phấn nộn khi nó sừng lên. Bàn tay siết lấy eo, hòng không để cô có cơ hội trốn thoát. Hôm nay, vì bị ác mộng đeo bám cả đêm mà cô thức dậy rất sớm. Cố Sai Lệ cố gắng ngồi dậy, liền phát hiện ra hắn vẫn còn nằm bên cạnh. Cô đưa tay chống lên trán, lắc lắc vài cái, đầu đau như muốn nổ tung, cảnh vật xung quanh siêu vẹo như sắp tận thế. Cảm giác này đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được. Cố Sa Lệ nhận thấy được cả cơ thể ớn lạnh và nặng nề đến khó chịu. Môi lưỡi đang chát, dù đói nhưng lại chẳng muốn ăn bất cứ thứ gì. Cô muốn đi vào phòng tắm,
nhưng lại chẳng nhấc nổi chân, cố gắng đứng lên bám vào tường. Đôi chân nhỏ nhắn run rẩy, không thể đứng vững như đứa trẻ nhỏ vừa mới tập đi. Chưa bao giờ thấy khoảng cách giữa giường ngủ và phòng tắm lại xa như vậy. Cố Gia Lệ cắn răng nén cơn ê ẩm mà ngồi vào bồn tắm. Cơ thể không khỏe cho nên cô không dám ngâm mình quá lâu, chỉ trong chốc lát đã đứng lên đi ra ngoài. Người đàn ông lúc này chẳng thay đầu, có vẻ đã đi mất. Cô thay bộ quần áo sạch sẽ rồi gắng gượng xuống lầu. Dung Dung đứng từ xa đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm, đến gần áp tay lên trán liền nhận ra thân nhiệt cô nóng như lửa. Cô ấy lo lắng nói: "Thiếu phu nhân, người bị sốt rồi, sao còn cố xuống đây làm gì?" "Không sao, phải nghỉ ngơi cho khỏe. Ai đó hãy gọi bác sĩ giúp tôi đi." Dung Dung đỡ lấy cô dù đến căn phòng gần nhất. Cô Gia Lệ nằm trên giường, cái khăn lạnh được chườm lên đầu khiến cô thoải mái ít nhiều. Cả cơ thể như hàng ngàn con côn trùng bò lúc nhúc, không làm gì cũng cảm thấy đau rát đến kỳ lạ. Cô mở đôi mắt nhìn những người xung quanh đang lo lắng cho mình, trong lòng nghẹn lại. Khi còn ở cố gia, khi cô không khỏe chẳng ai quan tâm, dù là hỏi thăm cũng chưa từng. Họ chỉ ném cho cô cái nhìn với ý nghĩ thật phiền toái, chẳng bận tâm gì nhiều. Lúc đó bị cơn sốt hành hạ mê man trong phòng 2 ngày, cô đã nghĩ nếu như bản thân mình không còn trên thế giới này, liệu có ai đó xót thương cho mình không. Hà hà, thật là ngốc. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ gay hiện rõ sự đau khổ, mồ hôi đầm đìa. Khi bác sĩ đến, cô đã thiếp đi mất, không còn nhận biết được điều gì. Cố Sai Lệ xong xuôi, trong cơn mơ dài vô tận, cô nhìn thấy rất nhiều thứ. Mơ thấy vào ngày mưa to gió lớn, mẹ ruột đem cô đến cố gia đủ lấy tiền và hàng loạt biến cố lớn nhỏ khác. Khá mệt mỏi, cho nên khi cảm nhận được chất lòng đắng ngắt chảy vào cổ họng, cô cũng chẳng thể gượng dậy nổi. Hàng mi run run nhíu lại, sau đó giãn ra rồi ngủ mất. Cô sốt khá cao, mê man thật lâu mới tỉnh. Lúc đó đã là buổi chiều, trên đôi tay nhỏ găm kim tiêm chuyển dịch. Cố Gia Lệ ngồi dậy, sau khi đo nhiệt độ và dùng trào loãng liền uống thuốc hạ sốt. Cố Gia Lệ nằm trên giường, cả người nặng nề, trong đầu lại nhẹ tênh, lần nữa chìm vào giấc ngủ. Hôm sau tỉnh dậy, cơn sốt đã giảm. Sờ cái trán nhỏ có chút nhức mỏi, cô khẽ rên rỉ: "Em tỉnh rồi sao?" Thanh âm nhẹ nhàng mà mạnh mẽ từ phía bên cạnh vang lên, khiến cô có chút giật mình, cô ngạc nhiên xoay người liền thấy hắn với bộ áo vest có phần xộc xệch đang nằm trên cùng chiếc giường với mình. Tống Tử Duệ hôm nay về khá muộn, vừa đến nhà đã nghe tin cô phát sốt. Hắn tức tốc chạy lên phòng, nhìn thấy cô đang mê man, còn không ngừng nói rằng: "Đừng, xin lỗi, đừng, đừng mở cửa, không." Hắn không biết được cô đã trải qua những gì, nhìn gương mặt thống khổ và đầm đìa mồ hôi, trong lòng Tống Thiếu cực kỳ xót xa. Hắn ở bên cạnh cô cả đêm để chăm sóc, trong tim như có vô số mảnh kim loại sắc bén đâm vào. Lần đầu hắn cảm thấy thương tâm thế này. Cô liên tục mơ thấy ác mộng, hắn cố đánh thức nhưng cô mãi không tỉnh giấc, không còn cách nào khác liền nằm bên cạnh ôm thật chặt. Cố Gia Lệ sau đó cũng hết đau đớn mà ngủ. Hắn thở phào: "Rốt cuộc em đã thấy những gì, sao lại liên tục hạ mình cầu xin? Người làm em sợ hãi trong giấc mơ có phải là anh không?" Hắn đêm đó liên tục tự trách, nghĩ rằng bản thân đã làm cho cô sợ hãi trong khoảng thời gian sống chung, xem người trong lòng như bảo vật vô giá, nhẹ nhàng ôm vào lòng, chìm vào giấc ngủ. Trở về thực tại, Cố Sai Lệ vẫn còn thấy choáng váng, có chút cảnh giác nhìn hắn. Tống Tư Xuệ vươn bàn tay đến, cô nghĩ hắn định đánh mình, liền nhắm chặt đôi mắt, nhưng hắn chỉ đặt lên trán cô kiểm tra nhiệt độ. Sau khi cảm thấy cơn sốt dường như đã giảm đi, hắn bước xuống giường đi ra ngoài, căn dặn người làm. Cố Gia Lệ ngồi trên giường có thể nghe thấy âm thanh của hắn uy dũng như vị vua: "Vợ tôi vừa hạ sốt, chưa thể ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, đem một trà súp bí ngô lên đây là được." Nói xong hắn trở vào nhà,
tiện tay rót cốc nước ấm đưa đến bên cạnh cô, vẻ mặt ân cần chủ đáo. Bị bệnh phải uống nhiều nước. Nghe hắn nói, cô nhận lấy, vì hôm qua đa phần chỉ ngủ và ngủ cho nên cơ thể khá mệt và khát. Cô uống sạch sẽ, không chừa một giọt. Hắn đem cái ly rỗng đặt lên bàn, cẩn thận. Em ngồi ở đây. Cô Sa Lệ gật gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn đi vào phòng tắm, một lúc đã ra ngoài. Anh pha nước xong rồi, em mau tắm đi. Xong, liền bế cổ lên, nhẹ nhàng mà tỉ mỉ. Cô trong người vẫn còn chưa khỏe, sợ té, bám lấy cổ và bả vai hắn. Tống Tử Xuệ đặt cô ngồi lên thành bồn, huyền thuyền. Quần áo đã chuẩn bị đặt ở trên tủ, nhớ lau sạch nước trước khi mặc có biết không? Ừ, cô trả lời bằng giọng mũi, chớp chớp đôi mắt, như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đang bệnh, phải tắm thật nhanh, rồi ra ngoài, có biết không? Ừ, căn dặn xong xuôi, hắn liền ra ngoài, trong lòng vẫn có chút bất an. Cô nhóc đó vẫn còn đang sợ, cho nên hắn không thể tắm cho cô được, nhưng để cô một mình thì chẳng yên tâm chút nào. Hắn bước ra ngoài, lạnh mặt. Dùng dùng. Cô ấy đem súp lên, nghe gọi liền đáp. Vâng, thiếu gia. Vào trong, tắm cho vợ tôi. Vâng. Cô cúi đầu nghe theo, trong đầu vẫn chưa tiêu hóa được những hành động dị thường gần đây của hắn, nhẹ gãi gãi vành tai. Dạo này, thiếu gia hay gọi thiếu phu nhân là vợ của tôi thật. Trước đó, nếu không nói trong không thì cũng chỉ gọi cô ta. Xem ra, người lạnh lùng đến đầu khi bị tình yêu nhắm trúng cũng không chạy thoát được. Dung Dung đi vào phòng tắm, lúc này thiếu phu nhân đã ngồi trong bồn mệt mỏi tựa đầu và nhắm mắt lại, dường như không còn chút sức lực để tự mình tắm rửa. Cô ấy liền đến bên cạnh, giọng nói chất chứa lo lắng. Thiếu phu nhân, tôi giúp cô. Cố Sa Lệ gật đầu, nếu lúc này không có ai vào với cô, chắc là cô sẽ nằm đây mãi mất thôi. Cả người vô lực, đầu lại còn đau inh ỏi, khó chịu quá. Còn nhớ lúc ở Cố Sa, cô bị Cố Minh Châu đánh đập, đêm đến sốt cao nhưng vẫn dọn dẹp cỏ dại ở sân vườn. Có phải đây giống như người ta thường nói, được chiều chuộng nên sinh hờ. Dung Dung sau khi đỡ cô ra khỏi bồn tắm mới nhìn thấy những dấu tích như hoa anh đào trên cơ thể trắng mềm. Vẻ mặt cô ấy ngạc nhiên, không khác gì chúng độc đắc, đưa tay lên che đi khuôn miệng, loáng thoáng ý cười. Ôi trời, thiếu phu nhân, chẳng lẽ cô và thiếu gia đã... Cô Sa Lệ lúc này mới nhìn lại cơ thể không một mảnh vải của mình, cô hoang mang lắc đầu. Không phải. Dung Dung cười. Người không cần phải xấu hổ đâu, đây vốn dĩ là chuyện mà bất cứ cặp vợ chồng nào cũng sẽ làm. Vậy đây là điều bình thường sao? Vâng, nếu không làm thì sao có em bé được? Dung Dung cười xấu xa. Cố Sai Lệ bối rối che đi cái bụng, chẳng lẽ cô có rồi sao? Nhưng mà cô còn chưa chuẩn bị tinh thần để làm mẹ. Thấy cô khóc, Dung Dung luống cuống. Thiếu phu nhân, sao cô lại khóc? Đau ở đâu? Đầu vẫn còn nhức, đúng không? Tôi còn nhỏ, chưa muốn làm mẹ đâu. Huống chi cuộc hôn nhân này sẽ không thể duy trì quá lâu. Cô không muốn con mình sau này sẽ giống như mình, bị người khác khinh khỉ. Cô ra lệ thu thít, Dung Dung dìu cô ra ngoài. Ai đó đang ngồi trên giường xem tin tức trên điện thoại. Cửa mở, hắn nhìn thấy cô rơi nước mắt, chân mày nhíu chặt. Sao lại khóc? Tống Tử Duệ đưa ánh mắt sắc bén về phía Dung Dung, dọa cô ấy tím tái mặt mày. Đành phải đến gần, khai báo rõ sự việc. Thiếu phu nhân đang ở độ tuổi xuân tươi đẹp, cho nên đang lo lắng nếu mang thai sẽ không chăm sóc tốt cho đứa bé. Ra ngoài đi, hắn ra lệnh. Cố Sai Lệ đứng cạnh tủ giường, bất an trong lòng. Tống Thiếu đi đến, nhẹ giọng. Em đúng là giỏi suy nghĩ. Sau đó dìu cô ngồi xuống giường. Cố gắng ăn nhiều, con phải sinh em bé. Cô dùng ánh mắt mèo con mà nhìn hắn, trong lòng có chút bất mãn nhưng không dám biểu lộ. Hắn cười, lấy một thìa súp thổi nguội đưa đến bên miệng cô. Tạm thời sẽ không sinh đâu, ngốc. Cô Sa Lệ muốn xác thực lần nữa liền hỏi. Thật không? Dù sao bị hắn mắng chửi có đỡ hơn phải có em bé. Lỡ em làm gì, mau ăn đi. Nhìn cái muỗng đang ở trên không trung, dù đảo mắt
Thấy gương mặt nghiêm nghị của hắn, cô từ sợ hãi chuyển sang lúng túng. Tôi tự mình ăn được. Cô rụt rè đưa tay, hắn né tránh, gương mặt vẫn hết sức kiên quyết. Ưu tiên bệnh nhân, em cứ ngồi yên. Cố Sa Lệ từng âm thầm cầu xin, thần linh hãy thương xót, mong muốn sẽ có người quan tâm, lo lắng khi cô ốm đau. Hà hà, cuộc đời đúng là trớ trêu. Lúc mệt mỏi, lại được cái người làm mình xa nông nỗi này chăm sóc, hắn còn là tên ác ma mà cả thành phố này kính sợ. Cố Sa Lệ thở một hơi, miễn cưỡng để hắn đút cho mình ăn. Xong xuôi, cô uống thuốc rồi lại ngủ dưỡng sức. Mà hắn cũng không làm phiền, đi ra ngoài để cho Dung Dung vào chăm. Trong lòng cô ấy, cô bắt đầu cảm thán sự thay đổi của thiếu gia. Lúc trước còn bảo không cho ai vào phòng ngủ, bây giờ lại để cô ấy vào chăm sóc cho thiếu phu nhân. Tình yêu đúng là khiến con người thay đổi. Trưởng nữ hầu ngồi bên cạnh, rảnh tay để lau dọn bụi bẩn khi cô tỉnh sẽ đo nhiệt độ. Cô ra lệ ngủ một giấc, trong người cũng cảm thấy khá hơn. Đón nhận cốc nước ấm từ phía Dung Dung cho lên miệng. Gương mặt cô ấy ái mộ nhìn cô. Cụ máy thân nhiệt bình thường rồi, hôm qua thiếu gia chăm sóc cho người cả đêm đó, giống như tình tiết trong phim vậy, lãng mạn lắm. Chăm tôi cả đêm? Hắn? Anh ta? Dung Dung dùng khăn lau lau cái trán nhỏ của thiếu phu nhân, giọng điệu vẫn cực kỳ vui vẻ. Đúng đó, chưa bao giờ thấy thiếu gia chu đáo về như vậy. Chẳng lẽ người không nhớ? Cố Gia Lệ lưỡng lự, chớp chớp mắt rồi lắc đầu. Chắc là do có thuốc ngủ trong liều hạ sốt. Cô không hỏi gì nữa. Năm đó nghỉ ngơi, chỉ vừa mới khỏe cho nên không được đi lung tung. Tống Từ Duệ ở Thiên Hạc xử lý xong việc liền nhanh chóng trở về. Hắn ném cái áo khoác dài cho Ray hỏi tình hình. Vợ tôi sao rồi? Thiếu phu nhân đã hạ nhiệt ạ, hiện giờ có lẽ đã ngủ. Đi theo hắn cả quãng đường, Ray nhẹ giọng nói thêm. Cấu lão già cho người đến nói, có việc muốn gặp thiếu phu nhân. Chân mày hắn khẽ nhíu lại, sắc lạnh liếc nhìn khiến anh căng thẳng cúi thấp đầu. Tống Tư Suệ ngẫm nghĩ câu Ray vừa nói, chào phúng cười. Hà, không gặp được tôi cho nên liên chuyển kế hoạch sao? Có thể do nhớ con gái lâu ngày không gặp. Nếu thật sự nhớ thì đã gặp rồi. Vâng. Mặc kệ lão ta, tôi muốn xem thử rốt cuộc con cáo già đó kiên trì đến mức nào. Hắn bỏ lại anh, cúi đầu đứng đó, đi vào trong phòng. Dùng dùng mở miệng định chào, liền bị hắn chặn lại, ý bảo không cần. Đôi mắt từ lúc bước vào, Trung Thùy nhìn cô gái đang ngủ say trên giường, tia sát ý dần giảm đi rồi tan biến, thay vào đó là chút lo lắng hiếm có. Sợ cô gái thức giấc, hắn khẽ hỏi, thế nào? Vừa mới uống thuốc à? Không còn sốt nhưng vẫn cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Cái đó... Cô ấy có chút lúng túng. Hắn lời biếng, đỏ mắt sang, trông thái độ thì rõ ràng không có kiên nhẫn. Vài ngày này hắn bao dùng trò nên họ quên rằng hắn không thích phí thời gian sao. Dùng dùng nhìn Cố Gia Lệ, khẽ thở dài rồi nói với hắn. Lúc nãy bác sĩ đã xem xét tình hình của thiếu phu nhân. Bà ấy nói việc thân mật nên hạn chế ạ. Tôi làm gì cũng cần xem sắc mặt bà ta sao? Bà ấy đoán rằng ngài sẽ nói thế này nên nhờ tôi chuyển lời. Nói, hắn trợn mắt. Nếu muốn chết người thì cứ làm theo ý mình. Dù sao bà ấy ngoài chuyên môn trong ngành y hơn 30 năm thì chẳng còn gì khác. Hắn nén cơn tức giận. Ý bà ta đang muốn hỏi hắn là bác sĩ hay bà ta là bác sĩ đây mà. Khốn, nếu không phải là bạn cũ lâu năm của mẹ thì hắn đã sớm tống cổ bà ta sang thành phố khác rồi. Tống Từ Suệ nhìn lại vợ mình mấy ngày này cố gắng bồi bổ nên chồng cô mới có da thịt hơn được đôi chút, vì cơn bạo bệnh mà tiêu tụy đi. Lần đầu trong đời Tống Tổng nhượng bộ, xoay sang Dùng Dùng xua tay. Nói với bà ta tôi biết rồi. Vâng, lui đi. Những ngày tiếp theo sau đó hắn đều ở nhà quanh quần bên cạnh cô. Đến tối chỉ nằm bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ ôm cô vào lòng chứ không làm gì hơn. Bên cạnh đó, Cố Gia từ khi nhìn thấy gương mặt thật của hắn trên khắp các phương tiện truyền thông loạn cả lên.
cả nhà gà bay chó sủa. Cố nhà muốn gặp mặt nhưng mãi chẳng được. Cố Minh Châu đêm ngày gào khóc, đòi sống đòi chết. Nếu không gặp được hắn, cô à làm sao cam tâm khi vụn mất con cá lớn. Bên cạnh đó, chồng cũ suốt ngày đeo bám, uy hiếp, khiến cô ta đau đầu. Anh Túc thường con gái, gây sức ép cho chồng mình. Lão già này là người sợ vợ, nhưng tâm tư của Tống Tư Duy quá kiên kẽ, căn bản không thể gặp, dù đã viện cớ nhớ con gái, muốn gặp mặt để hỏi thăm tình trạng của Cố Gia Lệ ở nhà họ Tống. Cố Gia Lệ đã hoàn toàn khỏi bệnh, hắn cũng không còn đòi hỏi vô độ như trước. Có điều, dù sao Tống Tư Duy cũng đang ở độ tuổi sung mãn, làm sao chịu được cảnh nằm yên nhưng không được làm gì. Đêm đông giá buốt, hắn dịch người ôm lấy cô đang nằm cạnh. Môi bạc mấp máy, miệng lưỡi khổ khốc, khó nuốt nước bọt. Hắn tiến đến gần, hôn lên chiếc cổ của cô, không quá sỗ sàng mà nhẹ nhàng như từ, ôn nhu như nước. Cố Gia Lệ không cảm nhận được khí lực mạnh bạo trên người hắn, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác bất an. Cố biết tiếp theo hắn định làm gì, chỉ là thầm tâm có chút bài xích. Thật sự không thích cái động chạm của hắn. Tống Tư Duệ vuốt ve vòng eo mảnh khảnh, khẽ hỏi: "Hôm nay có được không?" Đã hơn một tuần rồi, bác sĩ chỉ dặn dò hắn tiết chế, không có bảo hắn không được làm. Cố Gia Lệ xoay mặt đi, né tránh không muốn trả lời. Cô không biết phải nói thế nào. Ai ngờ lại làm cho hắn càng thêm tự tin, bàn tay to dao động trên cơ thể mịn màng. Đêm đó, tuy hắn đã cư xử có chừng mực, nhưng hôm sau vẫn khiến cho cô gái mệt mỏi khắp người. Cố Gia Lệ ngâm mình trong bồn tắm, co đôi chân rồi gối tay vào. Đôi mắt rưng rưng buồn, cô nuốt ngược cảm xúc tiêu cực vào trong. Dung Dung đã nói đây là việc mà bất cứ cặp vợ chồng nào cũng sẽ làm, nhưng cô không muốn. Cô và hắn đều thực sự là vợ chồng, nghĩ đến quá khứ của mình, cô thật sự sợ lắm. Tắm xong đi xuống lầu, thức ăn đã dọn sẵn. Tống Tư Duệ ngồi đó đọc báo, chưa hề chạm vào món ngon trên bàn, dường như đang đợi cô. Mái tóc đen xe lẫn vài tia nắng ban mai, chiếu nên óng ánh đẹp mắt. Nó rũ xuống trán, che đi cặp chân mày đều đặn, rất hay khó chịu. Đôi mắt so với một năm trước đã mất đi phần lạnh lùng, nhưng sự kiêu ngạo trong đó nồng đậm hơn bất cứ những kẻ tự cao nào. Sống mũi cao thẳng và đôi môi làm cho ngũ quan của hắn càng thêm mì hoặc. Cô Gia Lệ chưa từng nhìn thẳng vào người nào quá bà dày, nên không thấu được vẻ đẹp lịch lãm của hắn, nhưng sự bá đạo, hồng hách, ngang ngược và hung dữ cô rõ hơn ai hết. Dù có kể ba ngày ba đêm cũng không tả hết sự đáng sợ của hắn. Tống Tư Duệ mặc đồ thể thao thoải mái, trên má vẫn còn vài giọt mồ hôi, hắn vừa mới đi chạy bộ về. Sáng sớm thức dậy, bên cạnh là một thân ảnh nhỏ nhắn đáng yêu, không một mảnh vải, đang cuộn tròn trong chăn, kiểu mị phát ra âm thanh riêng gì khó chịu. Làm sao hắn có thể giữ được bình tĩnh chứ? Sợ sẽ lại tổn thương cô, cho nên đành ép mình tắm nước lạnh vào sáng sớm tỉnh mờ. Cơn thú tính ấy vậy mà vẫn chưa ngừng, hắn liền đi ra ngoài tìm vài thứ để làm sao quên đi cơn thèm khát. Nhìn thấy cô từ trên bậc thang bước xuống, mái tóc được búi cao, vài sợi phiêu tán trên gương mặt mỹ miều, đôi mắt rũ xuống để lộ hàng mi nhẹ run, mũi có chút đỏ hồng, không biết do trời lạnh hay đã khóc một trận trong phòng, và đôi môi bị mãnh thú giày vò sưng đỏ. Hắn có chút ngây người nhưng rất nhanh liền lên tiếng: "Hôm nay có rất nhiều món em thích, mau đến đây cùng dùng bữa." Phần ăn được đặt bên cạnh, cô không còn sự lựa chọn nào ngoài việc phải ngồi bên cạnh hắn. Trong suốt bữa ăn, Cố Gia Lệ không nói câu nào, chỉ ngoan ngoãn dùng hết phần trong đĩa của mình. Mẹ chồng đã gần một tháng chưa về, cô vô cùng sầu não. Mà hắn một tuần sẽ làm việc đó hai lần. Đêm nay cô mệt mỏi cho nên ngủ rất sớm, hắn kiên nhẫn đợi sang hôm sau. Dạo này Dùng Dùng mỗi ngày đều đem đến cho cô một chén thuốc đen xì, mùi cực kỳ khó ngửi, vị thì đắng vô cùng. Cô ấy nói là thuốc bồi bổ sức khỏe, đúng là cô cảm thấy cơ thể mình có vẻ khỏe khoắn hơn. Nhưng bên cạnh đó, hắn cũng làm việc đó nhiều hơn, bây giờ tăng lên 3 lần
có khi cũng sẽ là 4 lần một tuần. Nếu cứ thế này thì có khi sẽ lặp lại như ban đầu, sẽ phải làm việc đó mỗi ngày mất. Hôm nay Dung Dung đem thuốc đến, uống xong cô liền hỏi: Dung Dung, có thể tìm cho tôi vài liều thuốc an thần được không? Vâng. Cô ấy hiện rõ sự hoài nghi, cô liền nói dối: Dạo này tôi ngủ không ngon lắm. Vậy thì thiếu phu nhân thử dùng trà thảo mộc. Không cần. Cô xen ngang nhưng chợt nhận ra nó có chút lố lăng nên liền nhẹ giọng: Tôi đã thử rồi nhưng mà có vẻ không hiệu quả. Vậy được, tôi sẽ tìm vài loại. Ừ, chuyện này cô đừng nói với ai, tôi sợ. Dung Dung cười: Người sợ thiếu gia lo lắng có đúng không? Tôi biết rồi, yên tâm. Cố Sai lại gượng cười, trong lòng áy náy: Xin lỗi nhé Dung Dung, tôi thật sự hết cách rồi. Nhớ lại đêm bị sốt, do có thuốc ngủ cho đến hắn ở bên cạnh cả đêm, cô cũng không biết. Nếu như vậy thì chỉ cần dùng thuốc là ổn thôi. Việc vợ chồng nên làm sẽ diễn ra theo ý hắn, cô cũng không lo lắng gì nữa. Cố Sai Lệ không ngờ người sống âm thầm lặng lẽ như cô cũng sẽ có một ngày lại đi lập kế hoạch đối phó người khác. Cũng không ngờ đến lần đầu làm việc xấu lại vô cùng thuận lợi. Đêm đầu sử dụng thuốc an thần, cô ngủ khá ngon lành. Đến sáng hôm sau tỉnh lại, nhìn thấy hắn nằm bên cạnh, kinh hãi không thôi, chậm rãi nhớ lại kế hoạch, đưa tay lên ngực vỗ về trái tim nhỏ bé yếu đuối của mình. Đêm thứ hai sử dụng thuốc, cô ngủ không biết trời đất. Hắn muốn cưng chiều nhưng lại mãi cô cũng không tỉnh giấc. Tống thiếu gia thở dài: Có lẽ đi dạo mệt mỏi, thôi thì tạm tha cho cô hôm nay. Đêm thứ N sử dụng thuốc, cô bắt đầu cảm thấy lòng bàn tay rầm ràn ngứa ngáy, khó chịu như bị côn trùng cắn xé. Dù ban đêm ngủ rất nhiều nhưng buổi sáng lại rất muốn đánh một giấc, thỉnh thoảng lại choáng váng, tối tăm mặt mày. Dung Dung ở bên cô mỗi ngày sao có thể không nhận ra sự thất thường của cô chứ. Cô ấy nhờ lúc cùng cô đi dạo ở vườn hoa khẽ hỏi: Thiếu phu nhân, dạo gần đây người có thường xuyên sử dụng thuốc không vậy? Cô Sai Lệ sợ chính miệng nói sẽ bị lộ, chỉ lắc đầu. Dung Dung thở dài kể ra các triệu chứng. Những điều tôi kể người đều có, nếu còn không nói thật tôi đành phải báo cáo cho thiếu gia biết. Đừng! Cô hoảng hốt, nếu hắn biết được chắc chắn cô không sống nổi đâu. Tôi xin lỗi. Bộ dạng nhiều đứa trẻ bị trách mắng của cô khiến cho Dung Dung có tức giận cũng phải dịu đi. Tôi không có ý trách mắng gì người, chỉ là giận vì người không biết quý trọng chính mình. Cố Sa Lệ nghe thấy càng thêm áy náy, cô lại đi lừa gạt người hết lòng quan tâm mình. Từ nay về sau, trừ những lúc thật sự không thể ngủ được thì mới được sử dụng thuốc. Mỗi sáng tôi sẽ chuẩn bị trà hoa cùng liệu pháp giúp thư giãn. Dùng dùng bật chế độ làm việc huyên thuyên không ngừng. Cô nghe theo không dám trái lời, như đứa trẻ nhỏ làm sai bị mẹ trách mắng. Cố Sa Lệ không được sử dụng thuốc hàng ngày liền đem nó vào trong phòng tắm, giấu sâu trong tủ đồ của mình, đợi khi nào hắn muốn sẽ lấy lý do để tắm chạy vào uống thuốc. Hắn không mảy may nghi ngờ việc gì, có lẽ vì bề ngoài vô hại của cô. Tống Tử Duệ nhẹ nhàng chạm vào, âu yếm hôn khắp nơi, nhưng chỉ làm chưa được nửa đường thì thuốc phát huy tác dụng, cô ngủ mất. Cố Sa Lệ tuy ngu ngơ nhưng cũng không ngốc. Vài đêm hắn muốn cô không uống thuốc để ác ma không xin nghỉ, nhưng cô lại không biết chưa bị phát hiện không có nghĩa là sẽ không bị phát hiện. Hôm nay hắn làm cả ngày, khi về đến nơi chỉ muốn nhanh chóng gặp cô. Nhìn thấy bóng sáng bé nhỏ đang ngồi cạnh cửa sổ trong phòng ngủ, hắn không kiềm được tâm tư, bước đến ôm cô từ phía sau. Cố Sa Lệ ở một mình ngắm trăng, không gian yên tĩnh bỗng chốc bị phá, sau lưng cứ như bị thú hoang vồ lấy, lồng ngực nóng bỏng áp vào da thịt, cố nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đã 5 ngày không thân mật, từng tế bào hắn đang gào thét muốn cô. Đôi mắt Tống Tư Duệ đỏ ngầu, hơi thở không ổn định, mang theo nguy hiểm. Hắn cắn nhẹ tai cô, nỉ non như đứa trẻ muốn đòi phần thưởng. Anh không xong rồi, chết mất. Cố Sa Lệ không biết phản ứng thế nào, ngồi yên đó. Hắn biết cô, rồi đặt lên giường, thân thể to lớn từng bước
từng bước đè lên. Cô lui về phía sau, mất đà nằm xuống giường. Đệm bông êm ái, không khiến cô dễ chịu, chỉ có cảm giác mình sắp xong rồi. Gương mặt hắn không bình thường, nếu như không uống thuốc thì cô sẽ không chịu nổi mắt. Sang ngày mai, cơn đau âm ỉ sẽ kéo đến khi cô vừa mở mắt, nhưng những việc hắn làm chắc chắn sẽ không nhớ. Còn đỡ hơn vừa chịu đau vừa ám ảnh. Cô sai lệ chống đỡ tay lên giường, tay còn lại đặt lên ngực tên ác ma ngày càng kề cận mình. Tôi muốn đi tắm. Tống Tư Xuệ chấn động tinh thần, hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng đang run rẩy. Chiếc lưỡi linh hoạt cạy mở khắp hàm, chui vào bên trong công thành chấm đất, nuốt sạch những ngọt ngào không chừa một mống nào. Cố sai lệ có chút không chịu được, cơ thể to lớn lại mạnh bạo đè lên người mình mà làm loạn, xoay mặt đi nơi khác, dùng tay che đi cái miệng bị giày vò. Tôi muốn tắm. Ánh mắt lòng lành sắp vát xả nước cùng sự mềm mại quá đáng khiến hắn chỉ muốn nuốt cô vào bụng, nhưng nếu không cho cô tắm thì chắc chắn cô sẽ làm loạn. Tống Tư Xuệ nắm chặt hai bên góc đệm, bàn tay run rẩy kìm nén ngọn lửa, các cơ bắp khỏe khoắn nổi lên những sợi gần biểu thị cho sự khó chịu của hắn lúc bấy giờ. Ác ma chậm rãi giơ một tay lên cho cô con đường thoát thân, nhìn thấy cô gái vội vã chạy đi, hắn không quên đe dọa. Nếu chậm trễ thì em chuẩn bị thức đến sáng đi. Qua vài lần, cô hiểu được hàm ý sâu xa trong câu nói đó. Nếu cô không nhanh chóng ra ngoài, hắn sẽ làm cô đến tận sáng mất. Cô sai lệ đi vào phòng, đóng cửa, vội vàng đi đến cái tủ, vì sợ bị phát hiện nên giấu khá kỹ, phải chui vào trong tủ lấy thuốc an thần sâu bên trong đống quần áo. Cô vỗ về trái tim nhỏ đang đập rộn ràng, lấy một viên cho vào miệng. Cô may nhỏ người, nếu không sẽ thật mệt. Nhìn lọ thuốc trong tay, cô nắm chặt bần thần. Đến bao giờ hắn mới thôi làm thế này với cô đây? Nếu hắn có tình nhân thì... Em đã xong chưa? Âm thanh hắn mạnh mẽ vang lên từ phía sau, dọa cho cô hồn phách lên mây. Cố Sa Lệ xoay người, giấu lọ thuốc ra phía sau, chột dạ lên tiếng. Chưa xong. Cần tắm giúp sao? Hắn quỷ dị cười, trò này cũng là học được từ quyển sách kia, không tệ. Cố lắc đầu, mở tủ, lục lọi xả vơ tìm quần áo, thật ra đang cố giấu lọ thuốc đi. Sau khi tắm xong, cô ra ngoài, hắn ngồi trên giường đợi sẵn, áo sơ mi đã cởi bỏ. Cô Sa Lệ trèo lên giường, dè chừng nhìn hắn, nhưng đâu có lợi ích gì. Tống Tư Xuệ đè cô dưới thân, tích cực hôn. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, bên cạnh không có ai, cô đứng lên, nhặt quần áo vứt lung tung dưới sàn, có cả nội y của hắn, đem vào phòng tắm. Ngồi trong bồn nước ấm, ngào ngạt hương xà phòng, cô khẽ thở dài. Cô may không đau lắm, đêm qua do thuốc cho nên cô không biết hắn đã làm bao nhiêu. Đứng trước gương chỉ thấy thân thể đều là dấu hôn. Hắn ngồi dưới nhà đợi cô cùng dùng bữa, chẳng hiểu vì lý do gì mà sắc mặt hắn hôm nay có chút khó coi. Sau khi ăn xong, hắn đến bên cạnh choàng lên cổ cô một chiếc khăn len khá đẹp, ấm áp an vị trên chiếc cổ nhỏ. Tống Tư Xuệ giúp cô vén sợi tóc bay loạn trên gương mặt, nhẹ giọng hỏi, thích không? Cô Sai Lệ chớp chớp mắt, gật đầu. Do sống trong nguy hiểm đã nhiều năm, hay là vì cô quá nhạy cảm, hắn hôm nay tuy bên ngoài dịu dàng nhưng thật sự khiến cô có chút bất an. Đáng sợ hơn lúc hùng dữ rất nhiều. Có chút hiếu kỳ, cô hỏi, hôm nay anh không đi làm sao? Hắn vuốt ve một bên má non mịn, cười cười. Hôm nay ở nhà với em, mấy lão gia trong công ty làm cho tôi phát cáu. Nếu như có tỏ tiếng thì em cũng đừng để tâm nhiều. Cô nghe theo, gật đầu. Hắn đứng lên, tự nhiên nắm tay cô kéo đi. Ngoài vườn hoa rất đẹp, chúng ta cùng nhau ngắm nào. Suốt cả ngày hôm đó, hắn đi đâu cũng đem cô theo cùng. Để lúc đi tắm, cố Sai Lệ xấu hổ, xì được ở ngoài. Hắn nhún vai hở hững, xem như chấp thuận. Tắm xong, Tống Tư Xuệ bước ra ngoài, trên người khoác áo choàng tắm. Cố Sai Lệ cúi đầu lướt qua. Hắn nhanh chóng ôm cô gái sắp đi vào phòng tắm, bàn tay to sơ soạng khắp cơ thể khiến nó đỏ lên.
Lúc sáng tặng quà, em nói xem em có nên đáp lễ cho tôi không? Đáp lễ? Cố Sai Lệ bị hắn vuốt ve đến khó chịu, cơ thể co rúm nhưng không thể thoát khỏi vòng tay khỏe khoắn. Bên tai cô nghe được hắn đang cười, âm thanh khàn đặc và hơi thở nóng bỏng phả nhẹ lên. Đêm này em chuẩn bị tinh thần, thức đêm đi. Dứt câu, hắn buông tay, không nói gì, cô tức tốc chạy đi, cũng chẳng hề xoay đầu quan sát biểu cảm của hắn. Tống Tư Duệ ở bên ngoài tắt đèn, cả một mảng bóng tối bao trùm thân thể to lớn. Đó là hình ảnh cô nhìn thấy lúc đóng cửa phòng tắm, làm cho cô có chút sởn gai ốc. Thân thể cô trượt dài xuống cánh cửa lạnh lẽo, khắp người run bần bật, đôi chân không còn sức, cố gắng bám trụ vách tường rồi bàn trang điểm, dùng tốc độ nhanh mở chốc tủ, ngón tay nhỏ lục lọi bên trong tìm kiếm lọ thuốc. Không khống chế được biểu tình, chiếc lọ chứa đầy thuốc kêu liền lách tách. Cô Sai Lệ nuốt nước bọt, cô lấy một viên cho vào miệng. Nhớ đến lời hắn nói mà sợ hãi khủng thôi, đêm này hắn sẽ làm đến tận sáng, sợ quá để mất. Nếu chỉ một lần thì cô còn miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng đến sáng thì xương cốt cô sẽ chẳng còn mất. Không dùng thuốc, thật sự không chịu được đến sáng hôm sau đâu. Cộc cộc. Em vẫn chưa xong à? Nếu qua lâu thì tôi sẽ vào đấy. Bên ngoài là tiếng dục của hắn, cô khẩn trương đáp lại. Không cần. Không cần mặc quần áo, cứ thế ra ngoài đi. Hắn chặn ngang. Cách một cánh cửa, cô có thể cảm nhận được sự nguy hiểm chết người mà hắn tỏa ra. Cô Sai Lệ tắm rửa đi ra ngoài, cơ thể được bao bọc cẩn thận. Bên ngoài tối tăm như khu rừng về đêm, mang theo chút gió lạnh mùa đông. Cô không nhìn rõ cho lắm, nhưng có thể thấy một bóng đen đang ngồi trên giường. Bóng lưng to chẳng khác nào là con gấu. Nếu gặp hắn trong rừng buổi tối, có lẽ cô cũng chẳng phân biệt được hắn với mạnh thú. Cô Sai Lệ nhích từng bước nhỏ, tay giơ lên hồ hồ khoảng không trước mắt, mọi thứ đều mờ ảo. Xong rồi sao? Âm thanh chợt vang lên, làm cho cô bất giác lùi lại, nhỏ tiếng trả lời. Ừ. Chỉ vừa dứt câu đã thấy thân ảnh to lớn lao đến ôm lấy mình, không nhịn được cô khẽ thét lên. Cả cơ thể như bay lên không trung, sau đó ngã xuống giường. Cô còn nghĩ mình sẽ té xuống đất cửa đấy. Tiếp theo sau đó, hắn ở trên người cô. Trong đêm tối, chẳng thể nhìn thấy thứ gì, cô lại có thể cảm nhận được đôi mắt hắn như đang phát ra tia sáng, gắt gào bắn thẳng về phía mình. Hơi thở nóng rực tiến đến ngày càng gần, khắp nơi đều tối tăm, khiến cô sợ hãi. Cô thật sự rất sợ bóng tối. Trong quá khứ, cô luôn bị nhốt vào phòng củi rất nhiều ngày, không cho ăn uống xem như trừng phạt. Cô Sai Lệ thú thít, bàn tay nhỏ khẽ run đặt lên vai hắn. Xin anh mở đèn đi, tôi sợ. Tống Tư Duệ cúi đầu ngậm lấy môi cô, lưỡi dài di chuyển chặn đứng câu nói của người dưới thần. Bàn tay hắn di chuyển cởi bỏ từng lớp quần áo vương víu, giọng điệu có chút không vừa lòng vang lên lọt vào tai cô gái, hơi thở gấp rút phiêu tán trên gương mặt, khiến từng sợi lông tơ của cô cũng phải dựng lên. Đã nói em không cần mặc quần áo cơ mà. Ừ. Cố Sai Lệ căng thẳng quên cả thở, đôi môi cong lên đầy quyến rũ. Hắn nhẹ nhàng ngậm lấy bờ vai mảnh khảnh kia, cô không chịu đựng được, cơ thể dần liên hồi, thân thể rã rời, nằm bất động ở giường mà thở dốc, nghiêng người sang một bên. Cô cố quay lưng lại với hắn, dù đã cố gắng mạnh mẽ nhưng hai dòng nước mắt không ngừng lan dài. Hắn bá đạo xoay cô lại, ép buộc người con gái đang nằm bên dưới phải đối diện với mình. Giây phút này hắn đương nhiên biết cô đang khóc, cơ thể run rẩy cứ như vật nhỏ bị ư hiếp. Nhưng như vậy thì có làm sao, hắn sẽ không vì vậy mà ngừng đâu. Tống Tư Duệ hôn lên những giọt nước mắt lan dài trên đôi má, hắn dùng cơ thể cứng rắn cùng sức nặng cơ bắp đè lên. Cô không thể xoay người trốn đi đâu được nữa, nằm đó để cho hắn mặc sức làm loạn trên cơ thể mình. Không sao đâu, chỉ cần thuốc phát huy tác dụng thì không cần thức đến sáng, cố chịu đựng đi, mày làm được mà. Cô ôm cái suy nghĩ đó, nằm yên trên chiếc giường lớn,
Hắn nâng chân cô lên, vòng qua hông mình. Tư thế này khiến cho cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tống Tử Xuệ khẽ cười, nhẹ nhàng đi vào bên trong cô. À, cô không phòng bị, bàn tay bấu chặt lấy ga giường, đôi môi đỏ như trái cây chín mộng hé mở, hô hấp rối loạn. Cô sụ lơ, nằm xoay sang một bên thở dốc. Giây phút này chỉ muốn được nghỉ ngơi, nhưng người đàn ông không cho phép. Trong màn đêm tối tăm, cô không ngừng nghe thấy hắn ở bên tai kêu than, giọng nói nặng nề và đau đớn, dường như rất khổ sở. Nhưng mỗi khi như vậy, hắn lại dùng nhiều sức hơn, hại cô hoa cả mắt. Khoan, cô cảm thấy bản thân mình sắp không xong rồi. Trong lòng thầm nghĩ, tại sao đến giờ thuốc vẫn chưa phát huy tác dụng? Không được, không được. Có lẽ vì quá căng thẳng cho nên không thể vào giấc, phải mau chóng bình tĩnh, thư giãn, thả lỏng. Hô hấp cô nghẹn lại, không thể nào thả lỏng khi mà con thú dữ kia lê tung vận động nhanh chóng và mạnh mẽ. Cố Gia Lệ nhắm chặt hai mắt, mong muốn bản thân có thể tự thôi miên chính mình vào giấc mộng, không biết những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Hàn cúi người hôn lên đôi mắt cô. Cố Gia Lệ bị bất ngờ, nhắm chặt hơn, hàng mi run run. Tống Tử Xuệ lướt đến bên tai thì thầm: nếu đang chờ thuốc ngấm vào cơ thể thì em đợi trời sáng sẽ hợp lý hơn. Cô kinh ngạc, hắn nói vậy là có ý gì? Nhưng lời nói tiếp theo của hắn càng khiến cho cô chấn động hơn. Thuốc an thần mà em uống lúc nãy, sáng nay tôi đã đổi chúng thành vitamin rồi. Dứt câu, hắn làm thật mạnh như muốn trừng phạt. Cô Sa Lệ mở to mắt, nhìn bóng sáng to lớn của người đàn ông không ngừng chuyển động. Cô không dám thở, đôi môi run rẩy, đầu nhỏ khẽ lắc. Không thể nào, hắn biết cô uống thuốc ngủ rồi, sao lại như thế được? Thực chất vào đêm qua, hắn đã thấy cô chui vào tủ lấy ra một lọ thuốc. Tống Thiếu Gia lúc đầu nghĩ đó là thuốc tránh thai, vì cô từng nói không muốn có con khi tuổi còn nhỏ. Nhưng suy nghĩ kỹ hơn, mỗi lần ân ái, hắn đều sử dụng bảo hộ, cũng đã nói rõ với cô tạm thời không cần có con cũng được. Càng nghĩ càng thấy bất thường. Đêm qua hắn chỉ vừa hôn một lúc thì cô đã thiếp đi. Trong lòng Tống Tư Xuệ nảy sinh nghi ngờ. Hắn đi vào phòng tắm, lấy ra lọ thuốc cô cất giấu, ấn đường xám xịt, đôi mắt hiện ra sát ý muốn giết người. Cho nên lên xa vợ như chưa biết chuyện gì, dù lên kế hoạch trừng phạt cô. Cố Gia Lệ không nhìn rõ hắn đang có tâm trạng thế nào, nhưng lại cực kỳ sợ hãi. Lúc sáng đã thấy hắn không bình thường, nhưng qua vài lời giải thích, cô liền tin hắn không phải bị cô chọc cho tức giận. Nhưng thật không ngờ, hắn... Cô gái nhỏ không nghĩ ngợi được nhiều, giờ đây cô chỉ muốn mau chóng chạy thoát, liền xoay người đi. Tống Tử Xuệ cỏ lâu mới để cô được nhớ ý, hắn nắm lấy eo thon bằng đôi tay to lớn, lực lưỡng. Cố Gia Lệ có thể nghe thấy âm thanh như quỷ dữ dưới địa ngục vang vọng trên đỉnh đầu. Có gan dùng thuốc ngủ để né tránh chuyện chăn gối, thì em cũng nên chuẩn bị tinh thần, nhận lãnh hậu quả khi bị tôi phát hiện đi. Càng nói, hắn lại càng dùng sức hơn. Cô bây giờ chỉ cảm thấy dường như hắn chỉ hận không thể xé cô ra thành từng mảnh nhỏ, sau đó vò nắn lại thành khối tròn, rồi tiếp tục dẫm đạp đến khi bị nghiền nhuyễn thành bột mới thôi. Bàn tay hắn sức lực to lớn nắm lấy eo nhỏ đến phát đầu. Nửa người trên vô cùng mệt mỏi đổ gục xuống đệm. Cố Gia Lệ nắm lấy góc đệm, nước mắt tuôn rơi, giọng nói nhu nhược mà yếu ớt hướng về phía hắn mà nàn nỉ. Dừng, dừng lại, đừng. Tống Tư Xuệ nghiến chặt rằng hắn từ khi phát hiện đã muốn phát điên rồi. Người con gái hắn sốc lòng chiều chuộng, lại muốn tránh né việc cùng hắn tiếp xúc thân mật. Buổi sáng khi nhìn thấy cô, cơn tức giận càng thêm dâng cao, như hắn cố nén ngọn lửa đang sôi sục trong lòng. Bây giờ không còn kiềm được nữa, bộc phát ngày càng lớn. Người con gái bé nhỏ dê thần cũng sắp bị cháy rụi. Hắn thét to: dừng sao? Em to gan dám làm chuyện khiến tôi điên lên, còn muốn tôi phải nghe theo lời em sao? Cố Gia Lệ, em thật sự muốn chết sao? Cô gục đầu lên nệm, yếu ớt lắc lắc đầu, nước mắt rơi lã chã.
Bộ dạng này nếu là ngày thường đã khiến hắn sớm mềm lòng, nhưng lúc này hắn thật sự chỉ muốn trừng phạt cô với hành động to gan đó. Do tôi quá dùng túng, nuông chiều nên em bắt đầu không xem tôi ra gì, có đúng không? Tống Thiếu Gia cắn răng nghiến lợi. Đừng, đừng mà. Cô hô tay loạn xạ. Người đàn ông thuận thế bà lấy cổ tay mảnh khảnh, cuồng xạ hơn. Cố Gia Lệ hô hấp rối loạn, yếu ớt lắc đầu. Trong bóng tối, bản năng của hắn như được trỗi dậy, cuốn lấy cô mãi không buông. Cho đến khi lần nữa đạt đến đỉnh điểm, hắn mới buông thả. Người con gái nằm sấp trên giường, mái tóc dài vì màn kịch liệt mà bùng xõa khắp nơi, dính lên gương mặt thấm đẫm mồ hôi, mí mắt sụp xuống, môi nhỏ hé mở, suy yếu thở gấp, cô mệt mỏi thiếp đi. Tống Tử Duy mở đèn ngủ trên tủ giường, ánh sáng màu vàng nhu hòa phả lên cơ thể của hắn và người con gái đang nằm trên giường. Lúc bấy giờ mới nhìn thấy đường nét trên gương mặt hắn, chẳng hề có tức giận, lạnh tay như tảng băng, nhưng lại khiến người khác khiếp sợ tột độ. Hắn ngồi lên giường, đôi mắt sâu đen thẳm thẳm sắc bén nhìn cô gái, cười cợt tự giễu. Cố Giải Lệ, em đúng là rất giỏi. Cô mê man trên chiếc giường, nhưng lại cảm thấy cơ thể mình như có ai đó đang động chạm. Mọi ngóc ngách đều bị đùa bỡn, giật mình mở mắt. Miệng nhỏ sưng tấy mở to, cần lực hít thở. Tống Tử Duy dùng móng vuốt sắc nhọn khiến cô không thể thoát thân, nhu nhược như con thú nhỏ run rẩy dưới thân thể hắn. Cố Gia Lệ mệt muốn chết, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị hắn đánh thức. Giây phút này chẳng còn chút năng lực phản kháng, cùng lắm chỉ nhíu mày, lắc đầu và nức nở tiếng. Không. Hắn bén sợi tóc dính trên môi cô, hờ hững nói. Em tỉnh, vậy thì chúng ta tiếp tục. Dứt lời, hắn bê xốc cô ngồi dậy mà chẳng tốn chút sức lực nào. Cố Gia Lệ mềm nhũn như bún, gục đầu lên vai hắn thu thít. Đừng, đừng mà. Người đàn ông khí lực cường tráng, động tác nhanh chóng, hữu lực, chưa hề ngắt đoạn. Cô gái gục lên vai hắn, ngay cả chút phản kháng cũng không có, cố gắng duy trì hô hấp. Nhưng mỗi lần cô dáng sức mà hít vào, hắn lại càng mạnh mẽ hơn. Cố Gia Lệ có cảm giác bụng mình sắp hỏng rồi. Chẳng biết qua bao lâu, nước mắt, mồ hôi hòa vào nhau rơi xuống cơ thể của gã đàn ông đang không ngừng đòi hỏi vô độ. Hắn gầm lên, sau đó gia tăng tốc độ rồi nhanh chóng bay lên tận mây xanh. Cô gục lên vai hắn, thở không xa hơi, giọng nói bình thường đã yếu ớt nay chẳng thể nghe được gì. Đừng, đừng nữa mà. Hắn không quan tâm, lại đè cô xuống tiếp tục. Cô Gia Lệ thấy hắn lại lần nữa đè lên mình, bất lực khóc lóc. Cầu xin anh dừng lại đi. Hắn xoáy thẳng vào gương mặt xanh xao của cô, giọng nói lạnh lùng cất lên. Có dám sử dụng thuốc ngủ nữa không? Cố Gia Lệ lập tức trả lời. Không, không dùng nữa, không dùng nữa. Hắn nâng cằm cô lên, ép buộc phải nhìn vào mình, ánh mắt lóe lên tia tàn độc. Nếu sau này em có dám dùng, để tôi phát hiện, thì dù em có ngất xỉu hay mệt chết đi nữa, tôi cũng chẳng quan tâm, làm đến khi trời sáng mới thôi, nghe rõ chưa? Nước mắt cô trực trào, không thể ngừng lại, dùng chút sức lực còn sót lại, cơ lực gật đầu thỏa hiệp. Tống Tử Duy không nói gì nữa, sắc mặt lạnh tanh, khó đoán, bế cô vào phòng tắm. Chẳng còn thô bạo như lúc nãy, hắn dịu dàng đặt cô vào bồn nước ấm, dùng khăn lau khắp cơ thể mỏng manh. Sau khi đã sạch sẽ, liền ấm ai đó mềm man đi ra ngoài. Cố Gia Lệ trong miệng vẫn còn lầm bầm, mong hắn mau dừng lại. Tống Tử Duy nghe cô nói, còn người đen lấy nhìn xa xăm. Hắn ném cái chăn đã bị bẩn xuống đất, cẩn thận đặt cô lên, rồi ra lệnh cho người hầu đem vào một chiếc chăn mới. Chẳng biết qua bao lâu, âm thanh đồng hồ vang lên khiến cho cô giật mình tỉnh lại. Đã chưa? Cô nằm yên trên giường, nhớ lại sự kiện khủng khiếp đêm qua mà âm thầm rơi nước mắt. Rất lâu rồi, mỗi khi bị hành hạ, cô đều tự hỏi tại sao mọi người lại đối xử với cô như thế. Chẳng biết từ lúc nào chỉ còn cam chịu mà khuất phục số phận. Cô nằm trên giường, đáng thương như búp bê vải rách bị vứt bỏ. Từ lúc tỉnh lại,
ngoài cảm giác đau đớn từ hạ thân và lồng ngực truyền đến đại não thì chẳng còn gì khác. Nếu sống như thế này, chi bằng cô ly hôn, kết thúc với hắn rồi quay về cố gia. Ít nhất cũng sẽ không phải hứng chịu tính khí thất thường của hắn. Suốt cả ngày hôm đó, cô hầu như chẳng thèm ăn uống bất cứ thứ gì, nhốt mình trong phòng rồi khóa trái cửa. Dùng dùng không vào được, sốt ruột vô cùng, cô ấy bưng khay thức ăn nóng hổi trên tay, hoang mang hỏi lớn. Thiếu phu nhân, người mau mở cửa đi. Cố Gia Lệ tựa vào đầu giường, cuộn mình trong chăn, dứt khoát từ chối. Tôi muốn nghỉ ngơi. Dùng dùng thở dài. Tôi để thức ăn ngoài cửa, khi nào đói... Bên trong phòng chẳng có tiếng động gì, cô ấy không nói gì nữa. Hôm qua vẫn còn rất tốt, thiếu gia còn tặng quà, sao bây giờ? Hay, tưởng cao nhất thiên hạ, người đàn ông xem xét giấy tờ, trong lòng không yên, lấy điện thoại, ấn dãy số. Gương mặt điển trai ngày càng đen như bầu trời quang đãng, thoáng chốc âm u, nổi lên sóng tố. Hắn nắm đấm tay, đấm mạnh xuống bàn, giọng nói lộ ra ba phần tức giận. Nói cái gì? Đầu dây bên kia im bặt, không dám hò hé, sợ sẽ khiến hắn không vui. Tống Tử Duệ cúp máy, không có tâm trạng làm việc, nhưng sổ sách quá nhiều, hắn nén lửa giận, vùi đầu vào bàn công văn xe đạp kia, dùng tốc độ nhanh như tên để giải quyết. Về đến nhà, nổi giận đùng đùng đi lên phòng, thấy cửa bị khóa trái, hắn cười mỉa. Gà lớn rồi, định làm phản sao? Ném cho quản gia cái nhìn sắc lem. Rồi ra lệnh, mang chìa khóa đến đây. Thiếu phu nhân, dường như không được tốt. Tôi nghĩ nếu cứ thế xông vào thì... Hay ông muốn tôi phá nát cánh cửa này? Hắn cắt ngang lời khuyên nhủ. Từng hàng người đứng hai bên, trong lòng lo lắng nhưng không dám nói gì nữa, nghe theo sai bảo. Hắn bước vào, toàn bộ xem cửa và đèn đều được mở sáng. Cái chăn trên giường bao bọc lấy cô đang nằm đó thu thít. Tống Tử Duệ toàn thân trường khí, không câu nệ, cô đang không khỏe, mà gằn từng chữ, lạnh đến thấu xương. Cố Gia Lệ, em muốn khiêu khích tính nhẫn nại của tôi, đến bao giờ đây? Cô nghe thấy âm thanh của hắn chuyển đến, bước chân cũng nghe một gần, xem cái chăn đang trùm lấy mình như tấm bùa hộ mạng cuối cùng, gắt gao nắm chặt lấy không buông. Mau xuống ăn cơm. Hắn bá đạo ra lệnh. Không, cô không muốn nhìn thấy hắn nữa. Dù là một giây, một khắc cũng không muốn. Hắn là ma quỷ, sẽ hành hạ cô đến chết mới vừa lòng. Cô không muốn ở nơi có hắn nữa. So với hắn, cố ra tốt hơn nhiều. Không thấy cô trả lời, ngọn lửa giận như được châm thêm dầu, bừng bừng cháy rực. Nhiệt độ cơ thể hắn cũng xa tăng. Bàn tay to lớn nắm chặt, hiện lên vai đường gần guốc, trông thật đáng sợ. Hắn bị cô trọng tức điên, lấn át cả lý trí, lao đến nắm lấy góc chăn, muốn kéo cô gái nằm trong đó ra khỏi. Ra ngoài cho tôi, nếu không đừng trách. Cô Gia Lệ một mực không nghe theo, cũng không biết cô lấy đâu ra can đảm mà chống đối với tên ác ma mà cả thành phố này không ai dám đắc tội. Dù hiện tại đang trong trạng thái hoảng loạn, sợ hãi cực điểm, Tống Tử Duệ nghiến răng kèn két, dùng lực giật mạnh hơn. Dung Dung và những người hầu có mặt tại đây, khoảng chừng 4-5 người, lo lắng cô vì chống đối mà xảy ra chuyện, liền bạo dạn xông đến trước hắn mà cầu tình. Thiếu gia, thiếu phu nhân có lẽ vì mệt mỏi cho nên mới không chịu dậy, ngài đừng nóng giận. Nữ hầu đứng phía xa sợ hãi lên tiếng. Phải đó, hay là để tôi khuyên nhủ cô ấy, ngài tạm thời nên lánh mặt thì hơn. Dung Dung đứng trước hắn cũng sợ hãi mà lắp bắp. Ray nhìn thấy tình hình không khả quan, cũng nhanh chóng đỡ lời. Tôi nghĩ nên gọi bác sĩ xem thử tình trạng thiếu phu nhân, dù sao sức khỏe cô ấy cũng không được tốt cho lắm. Câu nói cuối cùng của Ray đã nhanh chóng cứu vãn tình hình hiện tại. Bất kỳ ai vừa lên tiếng, hắn đều muốn rút đao ra chém vài nhát. Nhưng nghe Ray nói, liền nhớ đến tình trạng của cô đúng là không tốt lắm. Không qua hắn lại... Tống Tử Duệ giãn chân mày, cơn giận như đại hồng thủy sắp nhấn chìm tất cả cũng vơi đi. Hắn nhìn cô gái đang bọc kín cơ thể trên giường, run rẩy xoay người bỏ đi. Nhưng cơn giận đối với cô vẫn chưa tản hết, dám dùng thuốc an thần để tránh cùng hắn thân mật đã đành, sau khi bị trừng phạt có dám tỏ thái độ chống đối. Đợi sau khi cô khỏe,
hắn sẽ tiếp tục dạy dỗ. Đám người trong phòng, kể cả cô đang nằm trong chăn, thấy hắn ra ngoài trong lòng nhẹ hẳn đi. Nữ hầu đứng ở góc xa, tay chân du lầy bầy, nhìn vào khoảng không phía trước bằng đôi mắt đầm đìa nước mắt, giọng nói nức nghẹn. Cứ tưởng sẽ chết rồi chứ. Sau đó cô ấy trượt dài ngồi xuống nền đất cứng. Mọi người xung quanh cũng ngã khuỵu theo, gương mặt không còn một chút máu. Dung Dung nhìn sang Ray, thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn anh. Ray lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, khẽ thì thầm. Thiếu phủ nhân nhút nhát như vậy mà lại gan dạ hơn đám người chúng ta nhiều. Tôi phục vụ thiếu gia đã lâu, chưa hề có ý nghĩ chống đối, vậy mà cô ấy... Anh lắc lắc đầu, không muốn nghĩ đến cảnh tượng bà này nữa, sợ đến mức hồn bay phách lạc, nói sang chủ đề khác. Nên gọi bác sĩ đến đi, còn phải báo cáo với phủ nhân nữa. Dung Dung nghe theo. Vài phút sau đã đưa Lục Xu, nữ bác sĩ trước đó đã chữa bệnh cho cô và là bạn thân của Châu Vĩ đến. Bà ấy sáng vẻ không gấp gáp, bình tĩnh chẩn bệnh. Sau một hồi thu dọn đồ nghề rồi tìm đến chỗ của Tống Tử Duy, Lục Xu để cắm mắt kính lên nhìn hắn mỉm cười rồi nói: một giò xỉa nùa chắc là đủ rồi. Tống Tử Duy chậm rãi đưa ánh mắt lên nhìn người trước mắt, đành thép cảnh cáo: tuy cô là bạn của mẹ tôi, nhưng đừng có vượt quá thân phận, vào chủ đề chính đi. Bà nét mặt không thay đổi, cũng chẳng hề sợ hãi gì, phòng bà bạo táp, bà đây phải hứng chịu còn nhiều hơn muối hắn dùng mỗi ngày. Thằng nhóc con, miệng con hồi sữa mà cũng dám đe dọa bà ư? Nếu Tống thiếu gia đây muốn giết người thì chỉ cần nói một câu, sai người làm, hạ độc vào thức ăn là xong, cần gì hành hạ con gái người ta đến mức thừa sống thiếu chết như vậy. Hắn không vui trừng mắt, bà cũng chẳng thèm để tâm mà nói thêm: tôi từng nói phải có chừng mực, cậu vì ghét tôi nên muốn chống đối, hay vì không thích cuộc hôn nhân này mà dồn cô ấy vào đường chết mới cam. Tống Tử Duy đập bà đứng dậy, lửa giận trong mắt bùng phát, nhưng không thể nói gì, chỉ có thể chân chân mà nhìn. Lục Xu nói xong những gì cần nói, chẳng buồn ở lại, nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này mới bực tức mà la lối: đúng là hết nói nổi, làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả chứ. Hành hạ cô gái yếu ớt đáng thương, già nông nỗi này mà vẫn còn hùng hồ cho được. Hừ, tôi mà để yên chuyện này thì lần sau có khi gặp cô ấy, có lẽ chỉ còn là cái xác với đầy thương tích. Nói xong, bà lấy điện thoại gọi cho ai đó đang ở Hàn với tâm trạng vô cùng bất mãn. Bà xem, con trai bà. Châu Vĩ đang ngắm hoàng hôn trên biển, nghe xong cuộc gọi, tâm trạng cũng chẳng còn, lửa giận lấn át cả sắc màu đỏ rực của ánh mặt trời, kinh ngạc lớn giọng: cái gì? Nó dám sao? Cố Gia Lệ nằm trên giường, cả ngày không hoạt động, tay chân bùn rùn, cả người không còn sức, cô không muốn ăn gì cả, nhưng có biết bao nhiêu người quan tâm đem thức ăn đến, quả thật khiến cho cô nội tâm sinh ra áy náy. Gắng gượng ngồi dậy đi xuống dưới nhà. Trong căn bếp tỏa ra mùi thức ăn thơm ngát, mọi người cùng nhau làm việc và trò chuyện. Thiếu phủ nhân đúng là đáng thương mà. Nữ hầu tóc ngắn thản thở: đúng đó, thiếu gia đối xử tốt với cô ấy thì chết hay sao? Nữ hầu tóc dài bất mãn mắng nhấc: suỵt, cô bị ngốc à? Nữ phụ bếp che miệng cô hầu tóc dài rồi trợn tròn mắt. Hay, nếu như thiếu phu nhân vì chuyện này mà ly hôn thì sao đây? Không được gặp cô ấy nữa, thật sự nghĩ thôi cũng thấy đau lòng. Dung Dung nằm dài trên bàn, mặt ù mày trâu, chán chường liền tiếng. Cố Sai Lệ đi xuống lầu, đi ngang qua phòng bếp, nghe thấy tiếng động nên cô tò mò đứng đó lén nghe xem có chuyện gì. Nữ hầu tóc dài gọn vỏ khoai dừng lại giày lát rồi nói: nhắc đến ly hôn làm cho tôi chợt nhớ đến chuyện này. Chuyện gì? Đám người hiếu kỳ đồng thanh hỏi. Cô ấy liền nhanh chóng nói: tiểu công chúa của thương nghiệp X kết hôn với thiếu gia của tập đoàn may mặc S, sau 3 năm sống chung đã ly hôn rồi. Nghe nói cô ấy trước khi gả đi được cưng chiều hết mực, muốn gì có đó, cuộc sống khiến cho người khác vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị. Nữ hầu tóc ngắn chèn vào. Bếp trường cầm cái muôi xào thức ăn cũng góp vui mà lên tiếng: ly hôn thì ly hôn, có gì đáng nhắc tới, dù sao khi về nhà cũng lại trở thành tiểu công chúa được nâng niu. Nữ hầu tóc dài ném củ khoai vừa gọt vào rổ, cao hứng nói:
Trọng điểm chính là ở đây. Nghe nói cô ấy sau khi ly hôn trở về nhà, cha mẹ liền thay đổi thái độ, còn muốn từ mặt vì dám làm gia đình mất mặt. Bây giờ ngày nào cũng phải chịu cảnh đòn roi, sắp tới sẽ phải tái hôn với người con lớn tuổi hơn cả cha mình. Cô nghe được từ đâu vậy? Dùng Dùng hỏi. Bạn tôi là việc ở nhà cô ấy, đã tận mắt nhìn thấy cô ấy bị mẹ mình hất cả ấm trà nóng vào người. Cô Sai Lệ đứng ở bên ngoài che đi cái miệng đang run rẩy, ánh mắt cô ngập trong nước mắt sợ hãi. Chàng còn muốn ăn gì mà bỏ lên phòng. Nằm trên chiếc giường, toàn thân cô run lên, nước mắt cũng trào ra ngày một nhiều, trong lòng không ngừng nghĩ đến cảnh tượng của mình khi xưa. Cô tiểu thư kia được cha mẹ hết mực cưng chiều, sau khi ly hôn trở về nhà lại chịu kết cục như vậy. Cô đối với nhà họ Cố chỉ là cái gai trong mắt, nếu như ly hôn thì kết quả sẽ còn thê thảm hơn cô gái kia gấp trăm ngàn lần. Bị nhốt vào tầng hầm, bỏ đói suýt chết, bị cha và mẹ kế hành hạ, bị Cố Minh Châu và Cố Minh Hiền xem như xác rưởi tra đạp dưới chân. Đám người hầu ở đó cũng chẳng xem cô là con người. Cố Gia Lệ ôm lấy chính mình, lắc đầu không muốn nghĩ đến. Cô không muốn phải trở về nơi như địa ngục đo đầu. Nếu lần này trở về, đám người đó chắc chắn sẽ khiến cho cô chết đi. Cô không muốn chết đâu, cảm giác, nhận thức vẫn còn nhưng không thể thở nổi hay nói bất kỳ điều gì. Cô không muốn phải trải qua điều đó thêm lần nào nữa. Cô thực sự không muốn. Nhưng nếu ở lại nơi này, hắn... Đúng rồi, lúc nãy hắn thật sự rất tức giận, bị cô chọc giận đến phát run, gào lên như còn thú dữ. Bây giờ có lẽ đang muốn ly hôn. Không, không thể ly hôn. Nơi này tuy có hắn, nhưng ít nhất vẫn còn có rất nhiều người quan tâm chăm sóc cho cô. Cô không muốn rời xa mẹ chồng, người luôn cưng chiều và đáp ứng mọi nguyện vọng của cô, Dùng Dùng và tất cả mọi người nữa. Cô trở nên ích kỷ rồi sao, vì sống trong sự quan tâm mà bây giờ chỉ muốn ở lại nơi này. Cô Sai Lệ buông thõng hai tay đang ôm mặt, nước mắt trong suốt rơi lộp bộp trên ga giường. Cô thỏa hiệp, dù hắn có là bất cứ điều gì, cô cũng sẽ không phản kháng nữa, sẽ như con chó nhỏ trung thành ngoan ngoãn quẫy đuôi khi được gọi đến. Chỉ cần được sống ở nơi này cùng mọi người, chỉ cần không phải trở về nhà họ Cố, dù hắn có làm gì cô cũng sẽ cam tâm mà chịu đựng. Thiếu phu nhân, người ăn chút gì đó đi. Dùng Dùng bước vào, đây là lần thứ ba cô hâm nóng thức ăn rồi. Cô ấy đi đến đặt lên bàn, cố khuyên nhủ, nhưng Cố Gia Lệ lại rơi khỏi giường, cầm lấy miếng bánh mì ngấu nghiến nhai. Dùng Dùng có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó liền không nén khỏi xúc động. Cô ấy cố thu dọn nước mắt sắp rơi khỏi hốc mắt, mỉm cười đưa đến cốc sữa. Chậm thôi, không cần gấp gáp, phải ăn uống đầy đủ thì mới có sức khỏe được. Dùng xong sạch sẽ, Cố Gia Lệ nhìn sang Dùng Dùng, đôi mắt có chút vô hồn, hít sâu rồi nói, Dùng Dùng, dạy tôi cách lấy lòng được không? Dùng Dùng đi xuống bếp, trong lòng có chút rối rắm. Bếp trưởng trông thấy liền hỏi, sao vậy? Cũng không có gì, chỉ là bạn của em và chồng cô ấy trong phương diện đó dường như không được hòa hợp, đa phần là do người chồng không ổn, mà cô ấy lại khá hiền lành nên đang xuống nước tìm cách để lấy lòng chồng mình. Hay sao mà bi thương như vậy? Châu Vĩ vừa về đến nhà tức giận muốn xông lên đánh con trai mình một trận, trùng hợp nghe thấy cuộc đối thoại, sắc mặt liền khó coi. Cái này bác sĩ cũng nói là con dâu bà đang chịu cơn thịnh nộ của thằng nhóc thối đó, chẳng lẽ vì nó không được cho nên mới chút giận? Mà cũng không phải, nó khỏe như châu cơ mà. Phần lớn là do quá sung mãn cho nên con dâu yếu ớt mới không chịu được. Nhỏ ngốc, chịu đựng không được còn tìm cách lấy lòng. Phải tách chúng nó ra thôi, con dâu ba cơ khổ chăm sóc, không thể để thằng con trai hư đốn chà đạp được. Châu Vĩ hùng hổ xông lên phòng làm việc của hắn, đá phăng cánh cửa gỗ, dùng chiếc túi hàng hiệu không khách khí mà đánh. Tống Tử Duệ đưa tay lên chống đỡ, chứ không nghĩ đến chuyện chạy đi. Hắn biết mẹ mình tại sao lại về mà không báo trước, cũng biết bà tức giận vì chuyện gì. Sau khi nghe những lời bác sĩ nói, hắn tuy còn giận cô nhưng trong lòng lại dâng lên tự trách.
chấp nhận để cho mẹ phát tiết. Thằng chết tiệt này, ai cho con làm vậy với con dâu của mẹ? Hắn chịu đủ, lập tức giật lấy chiếc túi ném đi không thương tiếc. Cô ấy uống thuốc an thần, tránh thân mặt với con. Bà nghe xong khựng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ tức giận, dùng tay đánh lên bả vai rắn giỏi của hắn. Con bé uống thuốc không phải cũng do con quá thô bạo hay sao? Nó vốn nhút nhát mà con lại hung hổ như muốn nuốt sống người ta, ai mà không sợ cho được. Đánh xong, bà dừng vài giây nghỉ mệt, sau đó chỉ thẳng mặt quát tháo. Hơn nữa, dù con bé có né tránh đi nữa thì không có nghĩa con được phép làm như vậy. Dù là vợ chồng, cậu không được phép cư xử như vậy. Tống Ác Ma đã gần 30 tuổi lại phải nghe mẹ mình dạy dỗ như đứa trẻ hư, xong lại không dám phản pháo. Châu Vĩ nhìn hắn không nói, ba đầu hạ giọng khuyên bảo. Mẹ biết, lần đầu chạm vào người khác giới, cho nên con khó lòng kìm nén. Nhưng con cũng nên suy nghĩ cho con bé đi. Cụ mày, nó không nghĩ quẩn, nếu không, con sẽ làm thế nào? Đồng tử hắn co lại, trái tim như bị bóp nghẽn, bất giác cúi đầu im thiền thít, không còn nói gì nữa. Bà vỗ vỗ vai hắn rồi đi ra ngoài, trước đó nói thêm. Thời gian này, có để tự kiểm điểm lại bản thân, ít gặp mặt con bé thì hơn, tránh trường hợp xấu xảy ra. Cánh cửa khép lại, ánh sáng cũng từ đó mà biến mất. Hắn cao lớn, đứng yên như pho tượng, chẳng biết từ lúc nào bóng lưng cao ngạo lại trở nên bất lực. Tống Tử Duệ lùi thùi đi đến căn phòng mà hắn tốn bao nhiêu tâm tư trang trí, đứng trước cửa nhìn ngắm hồi lâu người con gái bên trong không biết đã ngủ hay chưa. Thời gian này dù con muốn gặp thì mẹ cũng sẽ ngăn cản, ít ra hắn cũng muốn được nhìn thấy cô lần nữa để đỡ phải nhớ nhung. Tống Tử Duệ xoay nắm cửa mở ra, nhìn thấy cô hắn liền đứng hình không nói gì. Kẻ có gì được nấy như hắn, lần đầu tiên phải chịu cảm giác không thể chạm vào, chỉ được nhìn mà không có được. Tâm dựng lên chùa chát. Hà, đây là tự làm, tự chịu sao? Tuy do cô dám bài xích hắn, nhưng việc hắn làm với cô thật sự không thể chấp nhận. Người bình tĩnh, phán đoán mọi sự việc như hắn lại để cơn nóng giận lấn át mà tổn thương cô. Cô Sai Lệ đang đứng trước gương, cô lúc này mặc trên người bộ váy hai dây màu trắng dài đến đầu gối. Nhìn thấy hắn, cả người liền đông cứng. Sự việc hôm qua và những đêm trước đó cùng vô số lần hắn lớn tiếng hiện hữu trong đầu khiến cho cô khó có thể đối mặt. Lại thêm thân hình to lớn, dù họ cách khá xa nhưng vẫn khiến cô sợ hãi. Tống Tử Duệ không ngờ sẽ gặp cô trong tình cảnh này, nhớ đến lời mẹ mình, sợ cô sẽ nghĩ quẩn nên cứng nhắc bỏ đi. Cô Sa Lệ đang không biết phải làm sao, hắn đã rời đi. Trong đầu chẳng còn nghĩ được điều gì, cô luống cuống lao đến, dù níu lấy góc tay áo của hắn. Tống Tử Duệ bị giữ lại, cảm xúc trong lòng hắn từ bất an chuyển sang ngạc nhiên, từ sâu nơi đáy mắt có sự chuyển biến rõ rệt. Hắn quay sang, nhìn góc áo bị nắm, rồi lại chậm rãi xem xét gương mặt sợ hãi của cô. Chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ khiến cô sợ thế này. Hắn chỉ muốn giống như vợ chồng thật sự với cô, chứ không phải trên giấy tờ. Bây giờ có giải thích thì cũng chỉ là biện mình, tìm cớ cũng không thể chối bỏ trách nhiệm hắn gần như ép buộc cô phải quan hệ. Tống Tử Duệ thở dài, có lẽ mẹ nói đúng, phải để cho cô cách xa mình một thời gian thì mới có thể cẩn thận suy nghĩ xem rốt cuộc bản thân đã làm những việc quá đáng như thế nào. Thấy hắn định rời đi, cô giữ chặt hơn, cơ như bị rơi xuống dòng suối chảy xiết, nắm được cọng cỏ mỏng manh, dù biết không thể bám víu nhưng vẫn quyết tâm giữ cho bằng được. Tống thiếu gia không hiểu cô đang nghĩ gì, chỉ biết cô đang rất sợ nhưng lại không để cho mình rời đi. Hắn đưa bàn tay còn lại lên định gỡ tay cô, lúc đó trong đầu vang lên tiếng trách mắng của mẹ và bác sĩ. Nghĩ đến cảnh đêm qua, dù không thích nói chuyện nhưng cô vẫn ra sức cầu xin hắn dừng lại bằng gương mặt đau khổ tột cùng. Tay hắn dừng trong không trung rồi nắm lại thành đấm thu về. Em bỏ ra đi. Cô Gia Lệ lắc đầu chối chết, không trả lời cũng không đối mặt. Tạm thời chúng ta nên tránh gặp mặt nhau thì hơn, hắn khó chịu nói. Cô hoang mang lắc đầu kịch liệt. Hắn không muốn gặp cô nữa vì cô không ngoan ngoãn nghe theo
cho nên mới làm thế này trước khi ly hôn, đúng không? Như thế sẽ tốt hơn. Không, cô sẽ bị giết chết mất. Điều này với hắn như vứt đi một món đồ phiền toái, nhưng với cô lại chính là ác mộng. Thật sự không tốt chút nào đâu. Cố Gia Lệ nắm lấy bàn tay to của hắn rồi kéo vào phòng, thuận tiện đóng cửa. Mà Tống Tử Duy, người đáng lý phải rời khỏi nơi này từ lâu, lại đột nhiên trở về căn phòng vừa mới bước chân ra. Hà đứng nhìn cô gái đang đóng cửa xoay lưng với mình. Không gian đột nhiên trở nên yên lặng, mang chút quái dị. Hình như cô không định sẽ quay lại đối diện với hắn, cho nên tình hình càng trở nên kỳ lạ hơn. Căn phòng rộng lớn có thể chứa cả trăm người, lại chỉ có hai người ở đó, nhưng lại đứng ở cánh cửa. Tư thế của cô gái giống như đang nghe lén ai đó, áp chặt vào cửa ra vào. Người đàn ông đứng cách một bước chân nhìn theo, sau đó cảm thấy ngại ngùng, gãi gãi sống mũi cao rồi đi đến bên giường ngồi xuống. Cố Gia Lệ lúc bấy giờ mới chịu xoay người lại, đôi tay nhỏ đổ mồ hôi nhủ mờ, cố gắng bình tâm và nhớ đến những gì Dung Dung đã truyền đạt, bắt đầu đi đến đầu giường. Trên tủ đặt một chai rượu vàng cùng hai chiếc ly chân dài, cô lóng ngóng rót vào rồi đưa cho hắn một cái. Tống Tư Duệ hắng giọng nhận lấy, mà cô gái trước mặt lúc này động tác cứng nhắc giống như robot sắp hết pin, đưa chiếc ly đang song sánh chất lỏng đỏ tía đang cầm trong tay ra như muốn cùng hắn cụng ly. Mặt hơi quý, đôi mắt to thỉnh thoảng lén nhìn phản ứng của hắn. Keng, hai chiếc ly chạm vào nhau, âm thanh thủy tinh vang lên, sau đó người đàn ông uống cạn. Khoảnh khắc nâng ly, Hà đã nghĩ rất nhiều thứ, sợ khi chạm mặt cô sẽ sợ hãi lánh xa hoặc không lóc, chứ không phải kêu hắn vào phòng cùng uống rượu. Cô muốn hạ mình hòa giải, dù cho hắn chính là kẻ đã khiến cô phải tổn thương về thể xác lẫn tinh thần. Tại sao cô lại phải cúi đầu trong khi bản thân là người bị hại? Đáng lý nên bảo hắn phải bồi thường mới đúng. Chất rượu cay nồng mang theo chút ngọt của trái cây chảy xuống cuống họng. Hắn muốn bịa lý do để được ở lại lâu hơn, nhưng trong phút chốc đã uống cạn rượu, miễn cưỡng đặt ly lên bàn. Cố Gia Lệ nghe theo sự chỉ dẫn của Dung Dung, dùng mùi bón rượu cho hắn. Dù đã lên kế hoạch trước nhưng vẫn cảm thấy có chút ghê tởm. Cô cầm chiếc ly uống một hơi cạn sạch, rồi dạng chân ngồi lên đùi người đào đó, lấy hết can đảm muốn được ở lại mà lấy lòng hắn. Tống Tử Duệ đang định đứng lên, đột nhiên một thân thể non mềm mang chút hương thơm dễ chịu cứ thế mà ngồi lên trên hắn. Đập thẳng vào mặt là khuôn ngực bổ bĩnh ngọt ngào, hắn không nhịn được mà hỏi, em đang làm gì? Khụ. Cố Gia Lệ làm theo hướng dẫn, định bụng bón rượu. Chất lỏng the cay trong miệng khiến cô có chút khó chịu, đang định bắt đầu thì nghe hắn hỏi, bao nhiêu can đảm theo rượu trong miệng chạy thẳng xuống bụng. Cô ho khan sặc sụa, còn chưa chuẩn bị xong hắn dọa cô sợ quá lỡ miệng nuốt mất luôn. Tống Tử Duệ quan tâm đưa tay vỗ nhẹ lên cái lưng nhỏ của cô, hỏi hắn có sao không. Cô ra lại xua tay, luống cuống nhìn sang chai rượu rồi lén nhìn hắn trong khi vẫn còn hò. Chết rồi, có nên thử lại hay không? Nhưng phải xuống lấy chai rượu rồi lại trèo lên người hắn. Cô làm gì có can đảm mà thử lại nhiều lần như vậy chứ? Người con gái bạo gan đặt tay lên vai hắn, hít thở vài hơi rồi nhắm thiệt mắt, môi mọng cắn chặt rồi áp lên miệng người đào đó. Mắt mở to, con người đen láy có chút kích động, môi bạc hé mở, cảm nhận cánh môi mềm ngọt như mướt của cô gái đối diện. Hà lấy lại chút lý trí còn sót lại để cô ra. Cố Gia Lệ không dám thở, trong đầu cô rối nhiều từ, chỉ muốn mau chóng làm cho hắn ngồi ngoài cơn giận. Ai mà ngờ chỉ vài giây sau đã bị đẩy. Cô lấy lại hô hấp, cả người căng cứng, xương quai xanh khêu gợi lộ ra cùng với khuôn ngực phập phồng. Hà nắm lấy cánh tay mảnh khảnh, lực đạo không lớn lại có chút run, yết hầu nam tính trên cổ khẽ chuyển động, môi khô lưỡi đắng. Cô nén kích động, ánh mắt nóng như lửa dán vào gương mặt đang né tránh mà hỏi, em có biết mình đang làm gì không? Cô tất nhiên là biết, cô đang lấy lòng mong hắn có thể thương xót cho cô ở lại đây. Nếu ly hôn trở về Cố Gia, cô sẽ lại bắt đầu chuỗi ngày bi kịch.
Những tiếng cười nhạo cùng tiếng mắng chửi vang tục bên tai, gió mây vung lên đập mạnh xuống nền đất cứng, căn phòng không có chút ánh sáng. Mọi thứ hiện hữu trong đầu cô, không, nếu lại trở về nơi đó thì chi bằng cô ở nơi này cùng cười đùa với mọi người, sống cuộc sống êm đẹp mà cô hằng khao khát. Cô Sa Lệ mấp máy đôi môi, ánh mắt cô bất an nhìn sang hai bên rồi lại nhìn xuống, chân mày nhíu chặt cố gắng suy nghĩ. So với bị hắn hành hạ thì cô càng không muốn trở về nhà họ Cố. Nắm lấy sợi dây cơ hội mỏng manh, cô nhoài người lần nữa hướng ác mà áp đôi môi nhỏ lên. Tống Tử Duy không còn sót lại bao nhiêu lý trí, vẫn kiên trì để cô ra rồi hỏi lại lần nữa. Rõ ràng lúc nãy vẫn còn trốn tránh, vậy mà bây giờ lại chủ động. Hắn chịu đủ say vò rồi, cô đúng là biết cách hành hạ người khác. Tống Thiếu nuốt ngụm nước bọt, sợi dây lý trí theo đó mà bị cắt đứt. Hắn ôm chặt eo thon, ngấu nghiến đôi môi thơm mềm trước mắt. Cánh mũi dưới phút chốc bị gặm đến sưng đỏ, hắn cạy hàm tiến vào, nhanh chóng chui đuôi cái lưỡi đình hương cùng dây dừa. Bàn tay to vén cái váy rồi luồn vào trong. Tống Tử Duy như con thú hoang đang muốn nhai nuốt con mồi trong lòng, sự thèm khát tận sâu bên trong bùng nổ. Hắn cúi đầu ngậm lấy xương quai xanh gợi cảm, động tác thô bạo khiến cô phát sợ. Đến khi người con gái dưới thân khẽ rùng lên, hắn mới chợt dừng động tác. Tống Tử Duy ngẩng đầu, chỉ thấy cô nhắm chặt hai mắt. Nhưng điều mà hắn nhìn thấy lúc này chỉ là vẻ sợ hãi ở trên gương mặt chảy đầy mồ hôi và không còn chút huyết sắc nào của cô. Hắn thầm mắng bản thân, cô vẫn còn chưa hồi phục lại bị kinh sợ. Tống Tử Duy à, Tống Tử Duy, mày đúng là khốn nạn. Người đàn ông đưa tay lên vuốt ve một bên má của cô gái, cử chỉ âu yếm như muốn trấn an cô. Làm em đau rồi. Cô không nói gì, căng thẳng nhắm mắt. Dù sao cô đã trải qua vài lần rồi, chỉ cần hắn nhanh chóng làm xong, vài lần sẽ quen mà thôi. Vài lần, tỉ tách, những giọt nước mắt lần nữa rơi xuống. Cô sợ hắn không vui, vội vàng dùng tay lau đi, nhưng không được. Cô sẽ lại uất ức cùng tủi thần tự mắng, ngay cả nước mắt cô muốn chống đối mình hay sao. Mau nín đi Cố Gia Lệ, mày hãy mau chóng nín đi, để cho hắn tức giận sẽ lì dị. Nghĩ đến đây cô càng khóc nhiều hơn. Cô không muốn trở về ngôi nhà như địa ngục đó, nhưng cũng không muốn cùng hắn làm chuyện vợ chồng. Hắn đáng sợ, cha và mẹ kế cũng đáng sợ, chị em Cố Minh Châu cùng Cố Minh Hiền cũng giống như vậy. Tại sao hết người này đến người khác đều muốn hành hạ cô? Chỉ cần nhìn thấy cô sống yên ổn, họ liền không hài lòng. Lần đầu hắn cảm thấy rối loạn, nhìn người con gái trước mắt khóc đến thương tâm, tay chân hắn long ngóng lau đi, nhưng càng lau thì lại càng chảy ra. Em sao vậy? Anh làm em đau rồi sao? Cô lúc này nào có thời gian rảnh mà quan tâm đến ác ma trước mặt biểu cảm ra sao. Trong đầu chỉ quanh quẩn cảnh tượng nếu không chịu phục vụ cho hắn thì phải trở về nhà. Chuyện gì đối với cô cũng là cực hình tra tấn. Bất giác lồng ngực chợt quặn thắt, như có ai đó cố tình trao thủng rồi bóp nghẽn, đau đến mức không nói được gì. Khóe mắt cùng sống mũi cay cay, cô thê lương khóc như đứa trẻ sơ sinh. Hắn lúng túng từ trên người cô trở thành nằm bên cạnh, giả sức vỗ về trấn an. Ngoan ngoan Gia Lệ, ngoan. Cố Gia Lệ khóc nấc nghẹn ngào lẩm nhẩm, không, hức, không muốn. Thật sự không muốn, làm ơn đừng hành hạ tôi nữa có được hay không? Hắn phải cố gắng nhìn khẩu hình của cô mới biết được cô vợ nhỏ này đang muốn nói gì. Nghe xong lập tức thỏa hiệp. Được được, chúng ta không làm nữa, đi ngủ thôi. Hắn sửa sang lại quần áo mà mình làm cho sộc sạch, ôm cô vào lòng. Hắn hôn lên khóe mắt cô có chút sưng và cái trán nhỏ, rồi vỗ nhẹ sau lưng an ủi. Ngoan ngoan, không có gì nữa, đừng khóc. Cô nằm yên sụt sịt. Hắn kiên nhẫn vỗ về đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của người trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn hàng mi vẫn còn ướt ướt, đầu mũi đỏ giống như quả táo cùng đôi môi sưng, hắn mở miệng. Nếu đã không muốn thì tại sao em phải ép bản thân mình làm gì? Biết cô đã ngủ nhưng vẫn cố hỏi.
Cũng chẳng biết Hà đang tự hỏi chính mình hay muốn nghe câu trả lời từ phía người đã thiếp đi là cô. Tống Từ Duệ nằm đó rơi vào trầm tư. Hắn chẳng biết gì về người con gái này cả. Tại sao em phải gắng gượng nhiều đến thế? Nghĩ đến quá khứ, vì cô nhút nhát nên sẽ không nói với ai, cho nên hắn đã lợi dụng điều đó để cùng cô chuyện biệt hàng đêm. Bây giờ đột nhiên lại cảm thấy bản thân thật sự rất khốn kiếp. Hắn ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên cái trán, khẽ thì thầm. Xin lỗi em. Cái gì? Châu Vĩ ngồi trong phòng đang sảnh rỗi đến thuận tiện hỏi xem con trai mình có an phận hay không. Ai mà ngờ lại nhận được câu trả lời hết sức không hài lòng từ phía người giúp việc. Thiếu gia đang ở trong phòng cùng thiếu phu nhân ạ? Đúng là điếc không sợ súng, ba đập bàn thêm lần nữa, đứng phát dậy gào to. Cóp không xạo ai, lên tường là mèo bệnh. Mẹ vừa cảnh cáo lúc nãy, xoay mông liền quên sao? Tiếp đó, liền xoay người sang quản gia, rồi ra lệnh. Đống sổ sách trong kho, mấy năm gần đây, đem ra cho tôi. Phải để cho Từ Duệ, nó bận bịu đến mức không về nhà thì mới được. Nói xong, bà liền hùng hổ xông ra ngoài. Đi đến phòng của hắn, trong tâm trạng bất an. Không biết nó có vì lúc chiều bị mắng mà muốn cùng con sâu đồng quy vô tận hay không. Phỉ Phỉ, đừng suy đoán lung tung. Bà tự trấn an chính bản thân. Đứng trước cửa phòng ngủ của đôi vợ chồng trẻ, bà cố gắng hít thở rồi mở cửa xông vào. Đang muốn lớn tiếng quát thằng con trời đánh thì bị cảnh tượng trong mắt làm cho chết chân. Trên chiếc giường lớn màu đen nằm ở góc phòng, đôi nam nữ quấn quýt, nhưng đơn thuần chỉ là đang ôm nhau mà ngủ. Phu nhân họ Tống nhã nhặn mà nay lại trừng ra gương mặt, mắt chữ O, mồm chữ A. Bao nhiêu câu mắng chửi bà tích lũy từ trên đường đến đây bày sạch lên tận mây xanh. Trái ngược với hung hổ lúc nãy, bây giờ son xén cứ nhiều trộm nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa. Châu Vĩ lau lau mồ hôi, miệng nở nụ cười mãn nguyện. Khung cảnh đẹp thế này suýt chút nữa bị phá hư rồi, cũng may là dừng lại kịp thời. Thôi thì ngày mai hãng tính sổ với con trai vậy. Tuy không biết đầu đuôi ngọn ngành, nhưng nhìn đôi trẻ ngủ ngon nhiều thế, người làm mẹ như bà không nỡ phá bĩnh. Quý vị và các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Để biết diễn biến tiếp theo của truyện, Thanh Hằng hẹn gặp quý vị và các bạn vào 19:30 tối ngày mai nhé. Để Thanh Hằng có thêm động lực, quý vị và các bạn cũng đừng quên like, chia sẻ, comment, đăng ký kênh, cũng như nhấn vào hình quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi có chuyện mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.